alo alo ơi hey, lớp vắng mà cô phải dùng micro ừ các bạn ở nhà ơi thức dậy nha bây giờ bắt đầu nghe. ba à, giờ rưỡi rồi là có nghĩa là giờ này là giờ tỉnh dậy được rồi giờ bắt đầu nha rồi bây giờ tiếp cận xuyên hấp mục tiêu à, giống như nãy một số bạn phải biết làm sao một ca khó thở do nguyên nhân gì ha hai làm sao xử trí ha bên cạnh đó là mình phải hiểu được các loại của siêu hấp ha và cơ bản đầu tiên là chúng ta phải hiểu định nghĩa và cơ chế khó thở bây giờ chúng ta bắt đầu lớp ít rồi thì đừng nói chuyện ừ, chị hơi khó đấy nha à, chị quản lý sau đại học nhưng mà chị rất là khó rồi bắt đầu thật sự ra là khó thở thì nếu mấy bạn đã đi thực hành lâm sàng rồi thì nó rất là thường gặp đúng không À nếu như một ca à, nếu một khoa cấp cứu thì người ta ghi nhận khoảng tỷ lệ khoảng 15 đến 20% các trường hợp nhập vào khoa cấp cứu than phiền về khó thở. Và tỷ lệ này sẽ tăng lên ở những đối tượng là người già ha. À, tại vì người già thì là tim phổi gì họ có vấn đề hết đúng không? Rồi. Thì à, bây giờ đầu tiên chúng ta tìm hiểu về định nghĩa của khó thở. À, định nghĩa khó thở theo à hội lồng ngực hoa kỳ thì ats thì người ta định nghĩa rằng đó là một cảm giác chủ quan cảm giác chủ quan là cái gì nó như thế nào nó sẽ khác nhau giữa các cá thể đúng không đúng không à thì nó là cảm giác chủ quan cảm giác chủ quan này là cảm giác khó chịu khi thở mà nó sẽ khác biệt với nhau về độ nặng giữa các cá thể sự khác biệt này là do gì là do sự tương tác của yếu tố sinh lý cơ chế bệnh sinh kèm theo là tâm lý xã hội và môi trường làm cho gây ra những đáp ứng sinh lý và hành vi thứ phát khác nhau ý nông na rằng là người già đứt tay thì sẽ khác ăn mày đổ ruột hiểu chị nói không do đó ở một người bệnh nhân vào than khó thở chúng ta đừng bao giờ tin vào độ nặng họ do họ nói mà chúng ta phải đó là cảm giác chủ quan mà mình phải tin vào cái dấu hiệu mình khám thôi, được chưa? Rồi. thì cơ chế bệnh sinh cơ chế của khó thở tại sao gây ra? thì đây là mình nhìn lưu đồ này mình sẽ thấy có các thụ thể ở à, động mạch chủ, thụ thể đường dẫn khí, ở à, động mạch cả cảnh này, à, thụ thể động mạch chủ, thụ thể ở khí quản, đường dẫn khí, thụ thể ở lòng ngực và sức căng của thành ngực, vân vân các thụ thể này sẽ nhận các tín hiệu đi về hướng tâm đi về trung tâm hô hấp ở hành não đúng không? à? slide của chị toàn hình không có chữ à, đặc điểm vậy à về trung tâm hô hấp thì tại đây trung tâm hô hấp sẽ nhận các tiếp nhận này à nó thấy là giả dụ như là thụ thể cảnh ở động mạch chủ đúng không ở động mạch cảnh à, thụ thể hóa học ở động mạch cảnh nó nhận biết ra oxy trong máu đang giảm đúng không do đó nó sẽ gửi các tín hiệu về trung tâm hấp, chúng ta mới nhận ra ô, ô oxy máu đang giảm. Thế là trung tâm hấp sẽ tạo ra các tín hiệu ly tâm, ly tâm này nó làm ta tới cơ xương thành ngực, làm cho thở nhanh, thở mạnh, đúng không ạ? Đó là đáp ứng. Tuy nhiên nếu có sự bất tương xứng giữa nhu cầu tín hiệu hướng tâm và tín hiệu ly tâm, làm cho nó không tương xứng với nhau, thì à từ này cái thằng này nó sẽ cho một cái tín hiệu đi lên cái vùng vỏ não cảm giác là vỏ não màu hồng làm cho bệnh nhân à, lúc này cảm giác khó thở được chưa được chưa à do đó chính vì vậy mà định nghĩa khó thở là gì là sự bất tương xứng giữa tín hiệu hướng tâm và tín hiệu ly tâm nhưng mình nhìn ở đây mình sẽ thấy thêm từ bản thân vỏ não vận động nó sẽ tự tạo ra tín hiệu đi tới ngoại biên ly tâm đi tới ngoại biên làm cho bệnh nhân tự thở nhanh thở mạnh và từ đây nó cũng tạo tín hiệu đi tới vùng vỏ não cảm giác màu hồng gây ra bệnh nhân khó thở mặc dù không có sự tương xứng bất tương xứng giữa cung và cầu giữa à, tín hiệu ly tâm và tâm, hướng tâm À, thường là do gì? do cái vùng này nó tự phát xung ra. khi nào phát xung thường thường những người này có những trải nghiệm, có những hoảng sợ, lo sợ. à, thì này lúc này mấy em đi khám lâm sàng mấy em sẽ thấy là có những trường hợp mà bệnh nhân nó sao nhờ history đúng không hả? em sẽ thấy những trường hợp này. rồi, yeah. à, từ đó khó thở người ta chia ra ba loại. thứ nhất là khó thở do bệnh lý thật sự, có sự bất tương xứng giữa giữa ly tâm và hưởng tộc thứ hai khó thở do suy chức năng suy chức năng có nghĩa là tín hiệu hướng tâm đi về khó thể bình thường nhưng mà ly tâm là sao đi ra cơ xương nó bị lâu ngày nó bị suy yếu chức năng thì cũng gây ra sự bất tương xứng giữa hướng tâm và ly tâm à do là khó thở do sự suy ý chức năng một cái cái ba nữa là khó thở do suy nghĩ hay là do tâm lý à đó con đường này chị mới nói từ bản thân vỏ não À, vận động tự tạo ra cái sung đi tới vùng vỏ não cảm giác gây cảm giác khó thở mà người ta không có vấn đề gì cả và người ta cũng à, thở nhanh thở mạnh như bình thường ha. và chính như vậy làm sao chúng ta tiếp cận được một bệnh nhân khó thở thì mấy bạn nhớ trên lâm sàng mấy bạn có thể loại trừ được chuyện này thường thường đối tượng này khó thở do tâm lý thường gặp ở những bệnh nhân nữ trẻ tuổi hay có những stress uh, uh, gia đình vân vân vô hàng bác sĩ ơi tôi khó thở quá mình nhìn thấy là bệnh nhân thở nhanh thở sâu có có kéo tuy nhiên mình kêu điều dưỡng lại đo fbo hai trăm phần trăm nhịp thở cũng tăng á mạch cũng có thể tăng người ta khám người ta không thấy vấn đề gì cả nghe phổi trong có gì hết luôn đúng không ạ thì một ý nghĩ trong đầu a à, cô hương có dạy là có một khó thở tâm lý chúng ta bắt đầu đi lùi ra khỏi bệnh nhân chúng ta lại hoàn tất thủ tục hồ sơ giấy tờ chúng ta viết bệnh án đúng không à lính tôi viết bệnh án dài lắm à rồi viết bệnh án xong cứ sau đó lâu lâu cứ mình giả dụ như vô tâm không ngó bệnh nhân nha à, nhưng mà mình vẫn viết lâu lâu mình ngó lên bệnh nhân chút xíu viết ở xong cái sau sau mình lại nhìn thấy bệnh nhân bắt đầu thở chậm lại thở bình thường lại bắt đầu mà bệnh nhân thấy mình nghe cái bệnh nhân bắt đầu à thì đó là khả năng là khó thở tâm lý ở lúc này can thiệp điều trị nó sẽ khác đúng không ạ à, và từ slide này trở đi chúng ta sẽ học cách tiếp cận khó thở do bệnh lý thật sự được chưa ha rồi vậy làm sao chúng ta tiếp cận một bệnh nhân khó thở do bệnh lý thật sự ở chuẩn bị bắn nè rồi đầu tiên nhất À, chúng ta đầu tiên thì nguyên tắc ở cấp cứu tụi chị sẽ tiếp cận theo vấn đề tuy nhiên với mấy em chị nói đơn giản chúng ta tiếp cận abc trước tại vì abc làm cho bệnh nhân chết đường thở hô hấp và tuần hoàn là làm cho bệnh nhân chết ngay lập tức do đó với một bệnh nhân khó thở đầu tiên nhất tụi chị sẽ tiếp cận chữ a trước đường thở trước nếu như đường thở à, tại vì khó thở có thể do đường thở đúng không đường thở bị tắc nghẽn đúng không? Mà đường thở giống cái cửa vậy đó. Nó giúp chúng ta đi vào trong khí đi vào trong phổi. Đường thở mà bít thì sao khí vào phổi được không? Không, thì bệnh nhân thở được không? Không. Do đó, ngay từ đầu khi bệnh nhân khó thở, đầu tiên chúng ta phải xác định đường thở có vấn đề gì hay không. Xác định bằng cách nào? Tôi sẽ hỏi bệnh nhân. Nếu bệnh nhân tỉnh. Em khỏe không? Rồi khi bệnh nhân nói là khỏe Có nghĩa là gì Cái âm thanh, cái luồng khí đi qua Đường dẫn khí đi qua hai dây thanh âm rung lên Đúng mà Như vậy đường e quen thông thoáng không Thông thoáng Đúng mà đó, nếu bệnh nhân trả lời vậy là eo quay thông thoáng Còn nếu như bệnh nhân không trả lời được Thường hầu hết là mê à, Mê lúc này thì chúng ta không hỏi được Hỏi người ta có trả lời không không. phải thiệt mà, thiệt mà. Ừ. Rồi người ta không trả lời nhưng mà mình sẽ đợi nghe cái 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 không khí cách đi qua đường dẫn khí nó có tạo ra cái âm gì hay không. Nếu như nó không có tạo âm gì thì ok, chúng ta nghe êm dịu. Giống như bình thường bạn lắng nghe âm thở bạn này có gì không? Không có gì hết đúng không? À. Tuy nhiên, một số người à mê người ta vô chúng ta nghe tiếng lọc sọc lọc sọc của đàn. Đúng không? Có không? à vậy là có đàm đúng không khí đi vào dung dịch này nó tạo tiếng lọc sọc à vậy là có đàm là đường thở không thông thoáng đúng không hoặc là chúng ta nghe tiếng thở ngáy ở ngáy có ai bây giờ nghe bây giờ chưa đây ở nhà ba mẹ đúng không à rồi thì à, như vậy chúng ta nghe cái tiếng thở ngáy hoặc nghe tiếng thở lọc sọc của đàm vân vân đó là dấu hiệu đường thở tắc nghẽn thì lúc này chúng ta phải kiểm soát đường thở ngay để cho cửa nó mở rộng để khí đi vào trong, ở trong cái buồng phổi chúng ta. Thì các can thiệp, à, chúng ta có cơ bản đầu tiên nhất là chúng ta sẽ chỉnh tư thế. Thứ hai là nếu có đàm thì chúng ta có thể là chỉnh tư thế bạn biết là gì biết không? Đúng rồi ấn chán nâng cầm. đúng không? Hoặc là đẩy hàm, à, đẩy hàm là trong trường hợp chấn thương cột sống cổ chúng ta sẽ đẩy hàm lên. Hoặc là chúng ta sẽ có lọc sọc đàm. Chúng ta sẽ làm sao? Hút đàm. À, hoặc là chúng ta à, có thể nhìn thêm những cái dụng cụ hỗ trợ mở đường thở đó như là airway các bạn á, hay tụi tôi gọi là OBA ống thông miệng hầu hoặc là NBA, à, ống thông mũi hầu miệng hầu là đúc từ miệng đến hầu mũi hầu là đúc từ mũi đến hầu ok ha à, nếu cái biện pháp đó gọi là cơ bản mà không mở được đường thở thì tôi sẽ tiến tới là mở đường thở nâng cao à, đường thở nâng cao đó chính là đặt nội quản mấy bạn đấy đúng không rồi vậy giải quyết a xong rồi A hoặc thông thoáng hoặc A Mấy bạn đã giải quyết xong Đúng không? Thì lúc này à Có thể trước đó chúng ta có được cái Điều dưỡng đo được cái oxy Đúng không? Nếu SPO2 tục Chúng ta làm gì? À chúng ta phải cứu mạng bệnh nhân chứ, rồi chúng ta cho thở oxy Chúng ta thở oxy như thế nào? À lúc này Nếu như bạn biết ha Trường hợp mà bệnh nhân nguy hiểm tính mạng Được gọi là nguy hiểm tính mạng khi nào? Bệnh nhân lơ mơ bệnh nhân thứ hai là lơ mơ hoặc là bệnh nhân thở quá chậm hoặc là thở quá nhanh thở không hiệu quả hoặc thứ ba là bệnh nhân da tái lạnh đó là một trong những dấu hiệu lơ mơ thì lúc này chúng ta sẽ làm gì kích hoạt hệ thống cấp cứu và cho thở oxy dòng cao à ít nhất tối thiểu là bóng mát qua túi được chưa còn nếu như không có dấu hiệu đe dọa tính mạng thì lúc này chúng tôi sẽ gì à dựa vào con số SpO2 FBO2 dưới 90% thì lúc này tôi sẽ cho thở oxy tư, canh la mũi cho tới mát không thở lại được chưa ha à, thì thường thường là nếu mà FBO2 mà dưới 85% á, thì người ta sẽ khởi động là mát không thở lại còn nếu mà trên 85 đến 90% ta sẽ canh là được chưa cứu mạng trước rồi giả dụ trường hợp này nói nhanh bệnh nhân nam 60 tuổi nhập viện lơ mơ thở nhanh nông da lạnh mạch huyết áp nhiệt độ nhiệt thở SPO2 làm gì với bệnh nhân này giống như nãy giờ tiếp cận rồi đó làm gì kiểm tra đường thở đường thở thông... à, nghe không thấy gì hết bệnh nhân mơ lơ mơ mà nên không hỏi được nhưng mà nghe không khí đi qua rồi không có thể tắt nghẹn gì hết vậy đường thở thông thoáng không rồi vậy làm gì tiếp theo thở oxy đúng không rồi oxy nào máy dùng cụ trên Oxy nào? A, B, C, D, nhanh lên, hết giờ. D đúng không ạ? À? Tại sao vậy? Tại vì đây là trường hợp đe dọa tính mạng đúng không? Chết già ở đây nó xa quá. Trường hợp đe dọa tính mạng đúng không? Đây, cái tình hình lâm sàng. Lơ mơ, thở, da lạnh nè, da tái lạnh nè. Đây là trường hợp đe dọa tính mạng. Do đó chúng ta phải cởi động bằng cái cao nhất có thể, mát không thở lại, ok ha, rồi. Mục tiêu oxy liệu pháp lúc này là bao nhiêu? A, B, C, D. Trên 94% nhưng chính xác là 94 đến 98%. Rồi, về nhà tìm hiểu. Sau đó, lúc này là lúc đầu tiên cứu mạng trước. Sau đó là oxy đạt mục tiêu rồi đúng không? Đúng rồi không đạt mục tiêu tụi tôi sẽ bắt đầu lên 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 thang từ từ hiểu tôi nói không từ thở oxy không được tụi tôi sẽ uh, hỗ trợ hô hấp bằng nếp hoặc là không thở lại hoặc là đặt nội quản thở máy đúng không lúc này oxy đạt được rồi lúc này tụi tôi sẽ làm gì tụi tôi sẽ khám đúng không ạ khám tìm cái dấu hiệu như anh chị là triệu chứng uh, thực thở của anh chị đúng không à khám kèm theo chúng tôi sẽ làm cái xét nghiệm máu và chẩn đoán ảnh thì việc khám của tụi tôi á à tụi tôi đánh giá theo abcd ờ C, abcd à, e. nếu học theo tiếp cận theo vấn đề abcd à, a b, c, d, e, e, e. E là airway breathing hô hấp c là circulation chỉ d disability có nghĩa là chi giác và chữ e là exposure bóc tách bệnh nhân ra bộc lộ bệnh nhân ra ok rồi thì tụi tôi sẽ focus tập trung vào chữ b với khám đầu tiên là tầng số thở kiểu thở có co kéo cô hấp thi công di động lồng ngược như thế nào sự di chuyển khí âm với bào như thế nào khi nghe và độ bão hòa oxy tới thời điểm này sau khi đã hỗ trợ oxy liệu pháp hồi nãy được ha rồi lúc này sau đó tụi tôi sẽ à, thực sự tụi tôi làm nhiều bước hơn nhưng mà nói tóm tắt thôi tụi tôi sẽ hỏi bình sử tụi tôi biết khám trước rồi tôi mới làm hỏi bình sử Bình sử theo kiểu sample giống như các bạn mà thôi nhưng mà viết tắt này cho dễ nhớ chữ à để làm gì và cận lâm sàng thì có xét nghiệm máu đúng không một trong những xét nghiệm mà tôi phải làm đó là khí máu động mạch à xin nó sẽ lý do tại sao nếu nghĩ tới tim thì làm thêm men tim à, xét nghiệm ảnh học liên quan tới phổi và đối với tim nếu như ta nghĩ tới tim ok vậy tại sao chúng tôi phải làm như vậy khám a b c d b các yếu tố này tôi khám mục tiêu của tôi khám hỏi bệnh sử và làm xét nghiệm mục tiêu làm gì để tìm nguyên nhân của gây ra khó thở này là gì khó thở này chúng tôi chia làm bốn loại nguyên nhân nguyên nhân nhất là trung tâm hấp là nằm ở hành não đúng không nguyên nhân thứ hai là bơ mô hấp đã chính hình thành từ thần kinh cơ cơ rồi à, à, xương màng phổi đường dẫn khí và cái cuối cùng nữa là đơn vị trao đổi khí đó chính là phế nang mà mạch máu phổi nằm ở tầng nào của trong này chúng tôi vậy làm sao chúng tôi làm được ha dựa vào các dấu hiệu năm chữ hồi nãy chúng tôi đánh đúng không trong chữ b à chúng tôi sẽ đánh giá như thế nào ví dụ như một bệnh nhân khó thở vì nguyên nhân là trung ương thì hầu hết bệnh nhân sẽ làm sao các bạn bị chèn ép ức chế trung tâm hô hấp đúng không bệnh nhân sẽ thở như thế nào thở chậm đúng mà và khi bệnh nhân thở chậm nhưng mà những cái khác chúng ta đánh giá thì nó làm sao nhờ hầu hết là bình thường đôi lúc âm tế bào giảm chút ha à, thì nghĩ trung tâm hấp, đúng không ạ còn nếu như nguyện, nguyên nhân là à, đường dẫn khí trên đường dẫn khí trên à là khi mà như vậy thì trung tâm hấp còn nguyên vẹn đúng không thì bệnh nhân khó thở thì thở sang sao chúng ta sẽ thở nhanh đúng không ạ à, thở nhanh rồi, khí đi qua đường dẫn khí trên, hầu hết nguyên nhân cái đường dẫn khí trên đó, nó sẽ viêm phù nề đường dẫn khí trên hoặc là có một cái dị vật gì đó đường dẫn khí trên. Nhưng khí đi qua đường dẫn khí trên nó bị hẹp, nó tạo ra khí gì? Tiếng gì? Tiếng răng rít thanh quản. Đúng mà. Tiếng này nghe thời kỳ hít vào hay thời kỳ thở ra? Thời kỳ hít vào. Đúng mà, nghe rõ ở trung tâm nhiều hơn ngoại biên vân 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 là, là 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 Ok. Do đó là chúng ta nghĩ đến đường dẫn khí trên. Được à? Rồi, nếu đường dẫn khí dưới khi chúng ta muốn hóc vẫn còn ok đáp ứng thì bệnh nhân sẽ thở nhanh đúng mà nhưng đường khỉ dưới nó không bao giờ sập vào thời kỳ hít vào mà sập thời kỳ thở ra tại vì nó không có sụn đúng mà vậy khí đi vào đường dẫn khí vào thời kỳ hít vào tới phế nang không thấy gì hết đi ra bắt đầu đường thở đóng lại tạo ra tiếng gì tiếng gì ra ngáy âm sắc sẽ thấp hơn so với anh rít đúng mà nghe ở cuối thời kỳ họ ra đúng mà như vậy sẽ co kéo thời kỳ hở ra đúng mà ngoài cái tiếng rành ấy được chưa <laughs> rồi nhu mô phổi <laughs> nhu phổi thì tất nhiên là bệnh nhân sẽ thở nhanh rồi đúng không khi đi vào đường dẫn khí ok không bị gì hết tới nhu mô phổi thì trong này nhu mô phổi sẽ có hai loại dịch nói tình hợp mà tổn thương tại nhu mô phổi đó là dịch viêm hoặc là dịch thủy tĩnh đúng không ạ dịch viêm bản chất dịch viêm nó sẽ nhớt đúng không Nhất nhiên, do đó khi mà khí đi vào nó sẽ bốc tách nghe tiếng như nổ lép ép gọi là ran nổ và cuối thời kỳ hít vào. Đúng không ạ? Còn nếu như mà dịch thủy tĩnh thì bản chất dịch nó giống như nước vậy đó. Do đó khí đi vào lọc sọc lọc sọc nghe tiếng giống như ran ẩm, âm sắc nó sẽ nhỏ nhẹ hơn so với ran nổ. À và cũng cuối thời kỳ hít vào. À và cũng khó thở thời kỳ hít vào. Do đó chúng ta phân biệt đó là nhiều một phổi. Còn nếu mạch máu phổi ok nhịp thở vẫn tăng nhưng khám tất cả nguyên nhân này cái phần còn lại chúng tôi sẽ thấy nó bình thường chúng ta nghĩ đây là mạch máu phổi được chưa à như vậy dựa vào cái dấu hiệu đó tụi tôi sẽ phân biệt được rằng là tắc nghẽn hấp trên dưới như mô phổi hay trung tâm hấp đồng thời cái dấu hiệu đó tụi tôi cũng phân biệt ra mức độ nặng của vấn đề hô hấp này là gì là nguy kịch hô hấp hay là suy hấp được gọi là suy hấp thì có một cái dấu hiệu sau có nghĩa là vì khó thở nhưng bệnh nhân thở rất nhanh hoặc là thở chậm không còn co kéo nữa không có tương tác tim mạch à, nghĩa là thở thở nhanh là phải mạch nhanh đúng không thì nhịp chậm hoặc khi áp tục hoặc chi giác bắt đầu lơ mơ do giảm tư máu não vân vân thì đó là siêu hấp còn nếu như không có dấu hiệu này thì mức độ nhẹ hơn là nguy kịch hấp mấy bạn sẽ thấy rằng cái, cái thuật ngữ nguy kịch nó ở đây nó có nhẹ hơn đúng à, à mấy bạn sẽ nghe sẽ lầm tưởng thì dễ hơn là mới tên gọi là distress hay là failure ok ha rồi như vậy với khám dấu hiệu lâm sàng thì tôi biết được độ nặng vấn đề hô hấp nguyên nhân của vấn đề hô hấp này là gì à tuy nhiên trong cuộc đời này không có gì mà nó dễ chịu đúng không đúng không ạ à? đặc biệt hai cái thằng ta hay lộn nhất đó là tim và phổi đúng không ạ à? đặc biệt là phù phổi với đoạn đầu chúng bạn sẽ không nghe ranh ẩm mà các bạn đôi lúc sẽ nghe ranh gì nhờ răng ấy đúng không à? Do dịch thủy tĩnh từ mạch máu đi vào mô kẻ nó đè vào cái đường dẫn khí đúng không à? ạ à, đường dẫn khí nhỏ làm cho bệnh nhân nghe tiếng ranh ngáy giai đoạn sớm đôi lúc chúng ta không phân biệt được đúng không đúng không à? đôi lúc chúng ta cũng không phân biệt được này bởi vậy phù phổi hay là được cấp cv đôi lúc chúng ta không phân biệt được một số trường hợp chúng ta không phân biệt được là phim phổi hay là phù phổi cấp đúng không à? do đó sự khó thở do tim hay phổi rất là dễ bị nhầm trong thực hành lâm sàng thì làm sao chúng ta phân biệt được đầu tiên nhất chúng ta sẽ hỏi bệnh sử đặc biệt là tiền căn nếu một bệnh nhân vào vì à có tiền căn là suy tim thì khả năng xác suất đợt này sẽ là phù phổi nhưng mà nếu một bệnh nhân vào à, tiền căn CVD thì khả năng đợt này sẽ là gì à, đợt cấp của CVD đúng không à cái hai chúng ta dựa vào cái thể trạng bệnh nhân do cơ chế bệnh sinh của suy tim nó sẽ gì nhỉ kích hoạt hệ RAA đúng không R angiotensin tăng nó giữ muối nước lại cho những người suy tim thể trạng nó sẽ sao nhỉ thể ướt phù à chúng ta sẽ thấy là chân tay phù đúng mà tĩnh mạch cổ nổi gan to rồi nghe tiếng ra nọng đúng mà còn những người suy là người ta khó thở lâu ngày việc khó thở như vậy làm người ta mất nước cho người từ già vào mấy bạn sẽ thấy người ta khô đét à à được ha đôi lúc chúng ta phân biệt bằng này thứ hai cái dạng khó thở của người suy tim nó cũng sẽ khác à, dạng khó thở người suy tim là khó thở kịch phát về đêm và khó thở khi nằm đầu thấp à còn thiếu đối với người suy đi à thì họ có một tư thế rất điển hình là tư thế truy bốt à truy bốt là ba à hai cái tay ta chống về trước tạo thành hai cái thế cái thân người nó là ba tại vì sao khi họ khó thở lâu ngày cơ hấp người ta sẽ teo sẽ yếu do với tư thế này làm cho mạnh về mặt sức cơ hấp nó có điểm tựa cơ hấp nó sẽ mạnh hơn do đó nó tạo tư thế này cái thứ hai nữa đối với người siêu đi người ta sẽ có thở chu môi thở chu môi tại sao như vậy người ta thấy đối với bình thường người ta không thở chu môi thì đường thở sẽ đóng sớm vào thời kỳ thở ra tuy nhiên với thể chung chu môi nó tạo ra áp lực do đó đường thở sẽ không đóng sớm Do đó mấy bạn học trên mạng người ta có lớp tập thở chung môi cho bệnh nhân cbd là vậy yeah. tuy nhiên đôi lúc rất là khó ai cấm được bệnh nhân suy tim kèm cái cbd đúng không ai cấm được cbd mà kèm theo suy tim đúng không ạ à? và có những bệnh nhân cbd lúc này vô khó thở vừa được cấp cbd vừa có suy tim phù phổi có? có do đó chính vì vậy đôi lúc bối cảnh lâm sàng ta rất là khó phân biệt thì lúc này chúng ta phải dựa vào gì mấy bạn dựa vào cận lâm sàng hình ảnh học và xét nghiệm máu à và một trong những đối với dân cấp cứu tụi tôi có một trò chơi dạo này hay ho và rất là nổi tiếng đó là gì chúng tôi sẽ dùng siêu âm tại giường để đánh giá nguyên nhân khó thở Mấy bạn sẽ thấy rằng kẻ thù siêu âm là gì khí như vậy khi mà siêu âm phổi được không khí không sao thấy đúng mà. Tuy nhiên nếu như có sự hiện diện của dịch trong phế nang, tụi tôi thấy được không? À chính vì vậy tụi tôi dùng nguyên lý đó các bạn. À để tụi tôi phát biệt được khó thở này là nguyên nhân gì à của các tầng này. Được chưa à? à cái này thì một cái gọi là option uh, của uh, chuyên khoa hồi sức cấp cứu phải biết À Rồi, cái này chỉ nói cho bạn sơ thôi. Rồi. Vậy với dấu hiệu khám hỏi bệnh sử và làm xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh lúc này tụi tôi sẽ đoán ra được đôi lúc tụi tôi chỉ cần dấu hiệu tôi nghĩ ra là gì rồi chứ không phải như mấy bạn phải hết tất cả mấy bạn mới ra được gì mới ra can thiệp nha tiếp cận tụi tôi ngay từ đầu ấn tượng ban đầu lúc đầu nãy tôi đã đưa ra can thiệp airway can thiệp liên quan oxy cứu mạng trước cho tụi tôi khám abcde đôi lúc tụi tìm ra nguyên nhân luôn rồi à tôi đánh giá được mức độ khó thở kèm theo là nguyên nhân của tổn thương ở tầng nào trong bốn tầng để từ đó đưa ra can thiệp. Thì lúc này tôi cũng đánh giá lại oxy liệu pháp liệu lần này nó có ok chưa? Ví dụ như nãy ca nãy, ha. Và chúng tôi sẽ can thiệp nguyên nhân thì làm gì ha? Từ từ đi ha. Với can thiệp nguyên nhân là tùy thôi tổn thương ở tầng nào ha. Ví dụ như đường dẫn khí trên giống như là phản vệ thì tôi phải làm gì? O epinephrine tim bắp hoặc là và kèm theo có thể epinephrine phun khí dùng. Rồi nếu như mà đợt cốc CBD thì Dũng gì? Tắt nghẽn đường dở dưới à, dạng tuyến hoàn Cũng tương tự vậy nhu mô phổi thì làm gì? À nó viêm phổi do vi trùng Thì vai trò phải là kháng sinh à, Còn nếu do trung tâm hấp dở dụ như ngộ độc opioid thì Dũng gì? Anti đốt đúng mà à, Tùy vào nguyên nhân chúng ta sẽ can thiệp Thì à, cao nãy sau khi mấy bạn à, cho thở oxy qua mắt túi 15 lít phút đúng mà đường thở thông thoáng à mấy bạn đánh giá khám abcd với chữ b tập trung chữ b giống như nãy à các bạn thấy là thở nhanh nông lồng ngực di động kém cơ lưng co kéo cơ lưng sườn cơ động chẩm thở bụng thở thời kỳ hít vào thở ra một một nghĩa là bình thường hít vào thở ra là bao nhiêu một hai khi một một nghĩa là đang tập trung vào thời kỳ hít vào và khó thở hít vào âm với bào giảm hai bên ranh nổ đầy hai bên fb 288 phần vô oxy 15 lít phút qua mát không thở lại rồi nhớ ha rồi vậy lúc này chúng tôi sẽ đánh giá là oxy liệu pháp ok chưa chưa ok đúng không mục tiêu với trên 94 đúng không à mà bây giờ với mát túi 15 lít phút tụi tôi đã không đạt được mục tiêu vẫn là còn co kéo rất nhiều đúng không co kéo nhiều lắm đúng à nghe ông tế bào co kéo rất nhiều vân vân thở rất nhanh vậy là không hoàn toàn rồi à. Vậy lúc này chúng tôi sẽ làm gì đặt nội khí quản thở áp lực dương không xâm nhập hay tiếp tục thở oxy qua mát không thở lại chọn đáp án lẽ lý abcd abc b à, mấy bạn chưa có trình độ nên chưa phân biệt được ca này không đặt không xâm nhập được đâu nội khí quản nha yeah. miễn chưa à, không chọn c là được rồi Để rồi tiếp vậy với khép ABCD hồi nãy tập trung vào chữ B các bạn nghĩ nguyên nhân của phù hợp nhất gây ra siêu hấp này là gì trung tâm hấp không đường thở trên không đường thở dưới không nhu mô phổi không vậy ABCD chọn à nghĩ nhiều tới nhu mô phổi tại nghe ra tiếng ran nổ khó thở thì kỳ hít vào đúng mà rồi thôi sau đó hỏi bệnh sử lúc này như vậy là chúng ta ra nguyên nhân chúng ta điều trị rồi đúng không rồi bây giờ chúng ta bắt đầu hỏi bệnh sử bệnh sử thấy là ở nhà là có hội chứng có sốt nè đúng mà có hội chứng hô dưới đúng không ho khạc đàm đúng không tăng dần khó thở tăng dần vân vân tiền căng có tiểu đường tăng huyết vân vân à vậy là khẳng định đây là khả năng là viêm phổi ok rồi cận lâm sàng có bạch cầu giảm nè CR, uh, rocaxin tăng nè crb tăng nè X quang phổi có đông đặc hai đáy phổi có khí máu động mạch ok vậy với này khẳng định đây là viêm phổi không viêm phổi nghĩ do phi trùng đúng không à vậy phải kháng sinh đúng không ok rồi như vậy nãy giờ mình ra được nguyên nhân rồi thì tại sao phải làm khí máu đúng không tại sao mấy bạn phải làm khí máu tại sao nè thứ nhất là Tiếp cận khó thở làm ok đúng không? Đặt nội quản xong rồi đúng không? Cho bệnh nhân thở máy rồi đúng không? Kháng sinh cũng cho rồi đúng không? Nguyên nhân là nhu mô phổi kháng sinh sao? Tại sao phải cho khi máu? Rồi. Cái vấn đề là chúng ta nãy giờ chúng ta chỉ biết là bệnh nhân giảm oxy thôi đúng không? Đúng mà. Đúng mà. À nhưng mà CO2 nó có tăng không? Không biết được. Đúng mà. Như vậy, khí máu, chúng ta biết rằng có hai loại của siêu hấp, siêu hấp tăng à, giảm oxy và từ hấp tăng CO2, đúng không ạ? Hoặc là siêu hấp hỗn hợp là kết hợp của cả hai, đúng không Gọi là giảm oxy khi oxy nhỏ hơn 60, gọi là Taiwan. Còn khi mà CO2 lớn hơn 45, gọi là tiếp 2, và hỗn hợp là tiếp 3, đúng không ạ? À, như vậy, với cái nãy giờ dữ liệu chúng ta không biết là có giảm oxy máu hay là không có có kèm theo CO2 không đúng không tại sao vậy tại vì mỗi loại mỗi loại siêu hấp nó sẽ có cơ chế khác nhau nếu như giảm oxy nó liên quan tới là đơn vị trao đổi khí là chủ yếu đó chính là nhu mô phổi và màng phổi à, nhu mô phổi à, mạch máu phổi còn nếu như mà à, ứ CO2 thì liên quan tới hệ thống bơm hấp đó chính là thần kinh cơ và cơ và đường dẫn khí hai cái khác nhau chị đoán ca này là giảm oxy si này rồi đúng không à nhưng mà rõ ràng đọc khí máu ca này à bữa học rồi ừ, ca này sao thôi thì không đọc đến mức là chuyển hóa đâu chỉ đọc về mặt khí cho tôi thôi có giảm oxy si không rồi có toan không Toán đi, toán gì toàn hóa rồi thấy CO2 là 48 đúng không vừa có toan chuyển hóa đúng không đọc nhanh đi giờ đọc hết giờ rồi vậy là bệnh nhân này vừa có siêu hấp giảm oxy và vừa siêu hấp tăng CO2 tăng tháng khí còn toàn chuyển hóa là chuyện của cô Hoàng Anh vậy mấy bạn ở đây không phải chuyện của tôi rồi vậy là siêu hấp hỗn hợp đúng rồi à, như vậy ủa nãy chị nói rõ ràng là cái thằng này thì gây ra này là như mô phổi là đây đúng không Vậy tại sao nó còn thêm ứ siêu hai nữa Cái vậy cơ chế nó là cái gì Đúng mà Tại sao nó kết hợp cả hai À vậy khi một người mà chỉ giảm oxy đơn thuần với một người vừa kết hợp cả hai Chuyện gì như thế nào Can thiệp có khác gì không Độ nặng nó khác gì không Đúng mà Do đó chính vì vậy chúng ta cần phải có khí máu Để chúng ta biết cơ chế chính xác Của giảm oxy này là gì Ứ sơ hoa này là gì Từ đó chúng ta đưa ra can thiệp chính xác và cơ chế Thì nó tốt hơn rồi Vậy chúng ta đi vào siêu hấp giảm oxy các bạn ở nhà, đứa nào đang buồn ngủ tỉnh dậy, khúc quan trọng yeah, đi thi khúc này không à rồi. cái gì, cái gì khúc quan trọng à, quan trọng như phải bắn rác trong vòng 15 phút rồi, bắt đầu à, để biết được cơ chế giảm oxy chúng ta phải biết được con đường nào oxy từ bên ngoài đi vào trong máu chúng ta đúng không, siêu hấp giảm oxy là oxy trong máu giảm đúng không đúng không À, vậy con đường oxy từ bên ngoài đi vào trong phế nang nó có đi vào trong phế nang và đi trong qua mạch máu đi qua mấy giai đoạn Mấy bạn biết không đi qua giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thông khí phế nang a à, giai đoạn thông khí này nhiệm vụ nó là gì làm đầy oxy trong phế nang hay tôi hay nói đùi tôi nói chọc viên tôi dễ hiểu là gì giai đoạn oxy hóa phế nang à như vậy cái yếu tố gì làm ảnh hưởng giai đoạn này à, nghĩa là yếu tố ảnh hưởng đến áp suất oxy trong phế nang hay còn gọi là phương trình khí phế nang mà dân hồi sức chúng tôi phải nhớ trong lòng à đây là một những phương trình tôi phải nhớ làm gì nó ảnh hưởng bởi vì thứ nhất là lượng oxy đi vào trong phế nang nó có nhiều hay ít đúng mà nồng độ oxy trong khí hít vào nó nhiều ít nó nhiều thì là oxy đầy trong phế nang ít thì sao ít trong với nàng thứ hai nữa là sự chênh lệch áp lực giữa bên ngoài và bên trong với nàng thì thường thường bình thường trong môi trường mình vậy áp lực nó có thay đổi không không đúng à vậy này không phải quan trọng đúng không à, yếu tố thứ ba là CO2 CO2 tại sao Với này là một cái buồn nếu trong cái buồn này giống như ngày hôm nay vậy nè cái buồn này ít cái thằng CO2 là ít cái bạn vậy thì những thằng oxy mới bước vào có cơ hội được nhiều không nhiều tại có nhiều chỗ mà này gần hơn trăm năm chỗ rồi nhắc mấy bạn ở nhà là bữa sau là thi rớt đó nhà. À. rồi cũng như vậy nếu như trong cái buồn này đầy ốc sinh viên một điều mơ ước của bộ môn à thì có còn có cơ hội cho thằng oxy ở ngoài mới bước vào cái buồn này không không do đó là dấu trừ đúng mà đúng mà như vậy à ảnh hưởng của oxy trong phế nang là gì thứ nhất là giảm riêng phần oxy trong khí hít vào. Thứ hai là gì? A à, là CO2 quá cao. CO2 quá cao đó là đại lượng phản ánh cho việc thông khí. Khi giảm thông khí thì CO2 sẽ cao. Ok ha. Như vậy là do giảm thông khí với nè. Nhớ chưa? Vậy giai đoạn này gọi là giai đoạn thông khí với nè. Nhớ ha. Xí hỏi lại đó. Rồi. Giai đoạn thứ hai sau khi oxy vào trong phế nang nó sẽ bước vào mạch máu Thế cái đoạn này gọi là giai đoạn trao đổi khí hay đọc sách này gọi là gay gây exchange Giai đoạn trao đổi khí này nó gồm gì nhất là oxy khuếch tán vào màng bế man mạch gọi là có ảnh hưởng bởi tốc độ khuếch tán. Thứ hai nữa là phải có sự tương xứng của một vế nang với một mạch máu thì nó mới trao đổi khí được. À vậy là sự tương xứng của thông khí và tưới máu. Được chưa? Nó thỏa cả hai điều kiện này thì nếu như bệnh lý liên quan tốc độ chuyển hóa à, khuếch tán gọi là rối loạn khuếch tán có có ảnh hưởng tới oxy cho máu không đúng mà hoặc là bất tương xứng giữa v và q thông khí và tưới máu nó cũng ảnh hưởng oxy cho máu không ok vậy rìu vi lại giảm oxy trong máu nó có bốn nhóm nguyên nhân có hai nguyên nhân là ảnh hưởng bởi sự thông khí đúng không là giảm nồng độ oxy trong khí vào và giảm thông khí với nàng đúng không ạ à? và hai nhóm liên quan tới trao đổi khí đó chính là rối loạn khất tán và bất tương xứng vữa v và quy được chưa được chưa nhờ rồi rồi ok tiếp nhưng mà trên thực hành lâm sàng các bạn sẽ hầu hết các bạn sẽ gặp hai dạng là gây trends nghĩa là trao đổi khí hơn là hai dạng này à rồi chúng ta đi từng dạng dễ nhất là giảm áp lực riêng phần oxy trong khí hít vào thường gặp ở gì miền cao chúng ta là dân đồng bằng quên cái bệnh đó đi à, chừng nào giờ địa chỉ lên đó làm việc rồi còn bây giờ chống miền đồng bằng chúng ta bệnh gì ngạt ngạt khói một bệnh nhân được lôi ra khỏi đám cháy đúng mà à hoặc là ngạt nước vân vân thì à, khả năng đó chính là giảm áp lực riêng phần oxy trong khí hít vào Vậy lâm sàng nghe kể nghe biết được nguyên nhân này chưa? Ok. Rồi. Yeah. Nguyên nhân thứ hai là giảm thông khí với nang. Khi chúng ta thấy thông khí với nang bình thường là khoảng 6 đến 8 lít thì oxy trong với nang bình thường đúng không ạ? À? Khi thông khí với nang giảm xuống càng giảm thì oxy trong với nang giảm. Đúng không ạ? À? à, tuy nhiên cái bệnh lý này chúng ta có thể nhìn được trên lâm sàng nhưng mà nó nổi bật ở ứ CO2 nhiều hơn. Để tôi nói thông khí liên quan à CO2 mà đúng không ạ thế này chúng ta sẽ bàn về mặt ở phần mà ứ số 2 sau rồi bệnh lý thứ ba là bệnh lý rối loạn khách tán nằm trong nhóm gì Trong nhóm thông khí hay là gây trend Ờ, à, trao đổi khí Rồi, nhớ em rồi hỏi đi hỏi lại đi hoài rồi rối loạn khách tán thì nó có công thức tốc độ khuếch tán tốc độ khuếch tán bởi ảnh hưởng bởi gì diện tích khuếch tán đúng mà Diện tích có toán mà càng ít thì sao? Cấp độ khách toán cần ít đúng không? Vậy mấy cái phổi mà bị xẹp hết thì xong thì phải toán đúng không? À, hoặc là sự chênh lệch áp lực giữa phế nang và mạch máu. Đúng mà. Và thứ ba nữa là khoảng cách của phế nang. Nghĩa là trong những trường hợp dày mô kẻ đúng không? Dày mô kẻ đúng không? đúng không cái khoảng cách nó dày lên thì mô kẻ nó dày đúng không giữa mạch máu với nang là mô kẻ chứ gì nữa đúng mà à, thì trong ba nhóm này nhóm hay gặp nhất đó chính là khoảng cách nó dày lên được ha à, khoảng cách dày lên gặp trong trường hợp gì nếu mà cấp tính mấy bạn biết lại gì viêm phổi mô kẻ đúng mà à, cấp tính thứ hai nữa lại gì phù phổi cấp giai đoạn đầu là áp lực thủy tĩnh đúng không nó tăng lên thế nước từ mạch máu đi vào mô kẻ rồi mới tới phế nang à con mãn tính hay gặp là bệnh lý đó là sơ phổi đặc biệt là hậu covid rất nhiều ha ok rồi này bỏ qua đi ở này họ nói xong chẳng hiểu đâu bỏ qua không phải kiến thức chính rồi nguyên nhân thứ tư là bất tương xứng giữa v và quy là rối loạn thông khí hay rối loạn trao đổi khí thuộc nhóm rối loạn thông khí hay là trao đổi khí à, trao đổi khí cảm ơn rồi Rối loạn trao đổi khí nghĩa là gì? À, bất tương xứng giữa thông khí và tưới máu Nghĩa là tỷ lệ V và Q Bình thường tỷ lệ V Q là bao nhiêu? 0.8 đến 1 đúng không? Đúng không À vì lý do gì đó mà tỷ lệ V trên Q À V thấp tương đối so với Q Làm cho tỷ lệ này dần tiến về Không Đúng không Ta gọi là rối loạn lâu V Q Được chưa? V Q thấp À hoặc nếu mà gần về không nữa là sân xảy ra được chưa nghĩa sân nó nghĩa là khi v bằng không á được chưa rồi hoặc là trường hợp thứ hai là gì sorry trường hợp thứ hai là vì lý do gì đó quy thấp tương đối so với v thì nó sẽ tiến tới vô cực đúng à à thì rối loạn này gọi là rối loạn hai phê quy à v quy cao à hay một thuật ngữ nữa là khoảng chế xuất hiện được chưa được à? hay khi mà tỷ lệ VQ này tiến về vô cực Thì gọi là khoảng chất xuất hiện Thì đối với giảm oxy máu đó chính là VQ thấp Còn đối với tăng CO2 sẽ là VQ cao Được chưa? Rồi Bắt đầu nghe lùng bùng rồi ha ừ. Thì uh, Dạng VQ thấp Thì bình thường sinh lý mình có cái sinh 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 lý Ví dụ như là máu mà nuôi Hô uh, uh, hấp đúng không? động mạch gì động mạch gì đổ vào gì nữa rồi động mạch chủ gì đúng không rồi gọi là à, tuần hoàng nuôi phế quản à rồi thứ hai nữa là à, tuần hoàng nuôi mạch à, nuôi tim nó sẽ đổ về thất trái làm cho máu ta không được bao giờ trăm phần trăm đúng mà nó pha lẫn máu có co2 rồi hoặc là trong trường hợp mà sinh mà trong tim như thông liên nhĩ thông liên thất còn có đường vạch vùng nhưng các đối tượng này hay gặp không vô cái bệnh viện liền tim hay là gì đó chuyên gia tim mạch người ta mới gặp còn đối với dân của mình là gặp sinh ngoài tim đúng mà à, được gọi là gì tơ quy thấp hay sinh ngoài tim khi nào là cái vùng phổi mà nó được tưới máu nhưng không được thông khí làm sao nhớ nhớ nhìn nè v quy thấp đúng mà nghĩa là v thấp đúng không à? à là vùng phổi được tưới máu mà không được không khí dễ nhớ không Ok, được ha, rồi Chỉ cho cách nhớ đó Rồi, rối loạn về quy thấp Gặp trong trường hợp nào, bắt đầu ngủ luôn rồi nè ừ. Uhm. Đây là nền tảng nha Tại vì mình không được học nền tảng nên Bây giờ mình phải tốn thời gian để nói nền tảng Rồi, về quy thấp gặp trong trường hợp nào Thứ nhất là bản thân về thấp Đúng không ạ V thấp quy bình thường Gặp trong trường hợp à phù phổi đông đặc với nang vân vân đúng không À, vì lý do gì đó mà cái thằng này nó nặng hơn nữa v bằng không luôn này là sinh xảy ra rồi ha đông đặc phế nang xẹp phổi hoặc là phù phổi lấp đầy cả phế nang luôn ok ha trường hợp thứ hai v bình thường nhưng quy tăng thì v quy cũng thấp đúng không đúng không ạ à? Ngập trong trường hợp là cường giáp có thai hay tiếng máu nặng thì thể này ít gặp hơn ha và ít biểu hiện ra lâm sàng nhiều hơn Yeah. Và khi trường hợp sinh xảy ra, sinh xảy ra như là V bằng 0 đúng không? Tỷ lệ V trên V bằng 0 đúng không? Thì người ta thấy nếu mà sinh của mình mà nhỏ hơn 50% thì khi chúng ta cho thở oxy còn đáp ứng. Đúng không Còn khi sinh bắt đầu trên 50% thì chúng ta có tăng oxy bao nhiêu? Tăng nồng độ oxy bao nhiêu? FU2 lên 100% nhưng mà oxy trong máu không tăng. Được chưa? Rồi. Tóm lại, tóm lại nè giảm oxy máu chúng ta có bốn cơ chế cơ chế nhất là gì cơ chế nhất là gì nãy giờ lơ mơ xong giờ quên luôn rồi giảm nồng độ oxy trong khí hít vào cơ chế thứ hai giảm thông khí phế nang cơ chế thứ ba rối loạn cách tán và cái thứ tư là bất tương xứng giữa v và Q. bốn đó chỉ làm hai nhóm đúng không nhóm nhất là nhóm gì rối loạn thông khí và nhóm thứ hai là nhóm rối loạn trao đổi khí rồi đây hai nhóm của rối loạn thông khí và hai nhóm của rối loạn trao đổi khí thì các bạn sẽ dùng khí máu các bạn có thể phân biệt được hai nhóm này bằng cái gì khi rối loạn thông khí thì oxy trong phế nang giảm hay bình thường hay tăng Rối loạn thông khí thì à, oxy trong phế nang giảm. Từ đó dẫn đến oxy trong máu giảm. Như vậy sự chênh lệch giữa oxy trong máu và oxy trong phế nang có chênh lệch không? Có chênh lệch nhưng có tăng lên vì sự chênh lệch không? Bình thường sự chênh lệch nó khoảng 20, nó có tăng lên không? Không. À, do đó người ta dùng AA đều 2. Có nghĩa là sự chênh lệch giữa oxy trong máu và oxy trong phế nang. Chúng ta sẽ thấy nó bình thường. Ok còn nếu như với, về rối, rối, loạn trao đổi khí gồm có là rối loạn khuếch tán và bất tương xứng giữa v và q thì thông khí nó bình thường không thông khí nó bình thường thông khí nó bình thường nên oxy trong phế nang nó như thế nào oxy trong nang nó bình thường nó không có giảm đúng à? nhưng mà nhưng oxy trong máu nó như thế nào nó giảm tại vì rối loạn trao đổi khí mà do đó sự chênh lệch là cái này nó như thế nào nó tan cho nó dựa vào khí máu ta có thể phân biệt được nhóm trao đổi khí và nhóm thông khí được chưa Ê, xong việc bằng nào mấy bạn khi làm khí máu mấy bạn sẽ thấy con số là nó đo là ba lớn oxy và nó đo một con số là ba nhỏ oxy và số mấy khí máu nó sẽ trả lời là delta cái đó lấy hai cái đó trừ nhau thôi tuy nhiên nên nhớ khí máu nó có đo được oxy trong phế nang không? Không Mà nó tính thôi Nó tính dựa vào phương trình khí phế nang đó mấy bạn Có nghĩa là nó dựa vào con số FU2 với bạn nhập là bao nhiêu Áp lực thí nguyện chịu trên lệch áp lực là bằng hằng số Lấy con số đó Nó trừ CO2 nó đo được Từ đó tính ra là oxy trong phế nang bao nhiêu Nghĩa là tính toán suy ra gián tiếp Do đó nếu bạn khi mà đăng nhập đo khí máu mấy bạn không cung cấp FU2 thì con số nó đúng không? Không, cái vậy thì mấy bạn làm được điều nào? Không. Do đó please khi làm khí máu cung cấp cho các nhà xét nghiệm à FU2 giùm cái. Được chưa? Rồi. Ok ha. Và tuy nhiên trong nhóm rối loạn kết tán như thế này nè. Trong hai nhóm này mấy bạn phân biệt được bệnh cảnh nhau không? nhóm rối loạn thông khí nè mấy bạn phân biệt giữa giảm nồng độ oxy với giảm thông khí không được giảm nồng độ oxy là trong bối cảnh từ mới từ đám ngạt ra còn giảm thông khí thì mấy bạn sẽ thấy xíu nữa sẽ biết nha thì nó thở thở chậm hoặc là thở nông à, sẽ biết rồi còn đối với giá rối loạn khuếch tán ở rối loạn trao đổi khí gồm có rối loạn khuếch tán và bất tương xứng với v và quy thì làm sao mấy bạn phân biệt được một cái nữa nó nói bối cảnh của rối loạn khách tán là cái gì viêm phổi mô kẻ phù phổi cấp sơ phổi đúng không mà? còn một cái kia là v và q tổn thương phế nang đúng không mà? hiểu mà như vậy nếu như bối cảnh một bệnh nhân viêm phổi mô kẻ thì nghĩ tới là việc giảm oxy máu nên do gì nhỉ à, rối loạn khách tán đúng không ok ha rồi. rồi như vậy cơ chế nào gây ra giảm oxy máu phù hợp ở bệnh nhân này bệnh nhân nãy giờ á đã cho lâm sàng y chang ca vậy nó ngồi đi làm bài này đâu cần khó đâu ừ. giảm không khí vết nang không bệnh nhân thở nhanh không nhanh thì không phải giảm nồng độ oxy hết vào có không không ở nguyên bồng bằng không phải từ đám cháy nó ngạt ra rối loạn khách tán không bất tương xứng thông khí với à, tưới máu không Vậy chọn A hay B? Chọn gì? A hay B? Cái này viêm phổi đúng không? viêm phổi này chụp ít quang phổi là cái gì nhỉ? Đông đặc hai phế trường. Ừ, sao rối loạn cách tán được? Ok, right. Được không nhỉ? Rồi, ok. Rồi, yeah. rồi siêu hấp tăng tháng ký. Làm minh họa cho bạn đơn giản thôi Chứ trong thực tế nó phức tạp hơn Nhưng cho bạn có một cách nhìn nó đơn giản nhất có thể rồi Xong ha Và cơ chế của tăng tháng khí, Làm sao cơ thể mình CO2 nó nó có đo trong máu Con số đó nó dựa vào đầu Có sự cân bằng giữa tạo Và thải Đúng không Sự cân bằng giữa tạo và thải đúng không À tạo ra Đây Đúng không Là CO2 tạo ra Thải là gì Thông khí phế nang được chưa? Tại chính với nang mới thải ra đúng không? đúng không? Mà thông khí với nang sẽ bằng gì? Thông khí phúc trừ cho những đoạn thông khí khoảng chết à, mới ra thông khí với nang. Hay tôi gọi là thông khí hữu ích là thông khí với nang. À, rồi như vậy có ba nguyên nhân gây ra ứ số 2 đó chính là cái gì? Tăng sản xuất, giảm thông khí và tăng khoảng chết, đúng không? Giữa ba yếu tố tăng sản xuất, giảm thông khí và tăng khoảng chết chúng ta đi từng nguyên nhân một tăng sản xuất của CO2 là khi tình trạng chuyển hóa nó tăng lên chết không kịp giờ à, tăng chuyển hóa thứ hai là bệnh nhân đang tăng công thở tại vì cơ hấp được vẫn là một cái tế bào đúng không khi tăng công thì nó sẽ thở lấy oxy nhiều hơn đúng không thì nó tạo ra CO2 nhiều hơn thứ ba là khi chúng ta nuôi dưỡng các cơ chất đường à nó sẽ tạo ra CO2 nhiều hơn so với khi chúng ta nuôi à, đối với đạm và béo rồi chúng ta thấy khi mà chúng ta giảm thông khí thì tăng CO2. À đây là thông khí bình thường 6 8 lít thì CO2 ở mức bình thường đúng không ạ? Khi chúng ta bắt đầu giảm thông khí với nang thì CO2 bắt đầu tăng lên. Được chưa? Rồi. Thì bối cảnh của giảm thông khí đại lượng nó đại diện nó là Vr. Thông khí phúc đúng không? Thông khí phút bằng gì? Tần số nhân cho VT, sai volume dịch lại gì gì không phải dung tích sống tại đồ volume quên rồi ừ, trời giảm ép như vậy tới vừa giảm ve khi nào khi giảm ép hoặc là giảm vt giảm ép trong bối cảnh gì ức ừ chế trung tâm hô hấp à vì lý do gì do ngộ độc chất nè hoặc là do một cái tổn thương làm cho trung tâm hấp bị ức chế nên giảm ép hoặc là giảm vt khi cái bơm hô hấp à, bơm hấp bị suy yếu nghĩa là hệ thần kinh cơ hệ thần kinh thần kinh cơ và cơ có vấn đề à, các bệnh lý này à gì trên lâm sàng mấy bạn phát khám được một bệnh nhân giảm thông khí được không được khi mấy bạn thấy là bệnh nhân giảm tần số và hoặc là mấy bạn thấy là vt giảm rất nhiều mấy bạn sẽ nghĩ đến là giảm thông khí phúc vt giảm làm sao đã, đã, đã đánh giá được trên lâm sàng vt giảm độ giãn nở lồng ngực của bạn khi dậy một lần vậy là mấy bạn đoán được vt bao nhiêu không khi bệnh nhân đang thở dậy thì ok vt ok bây giờ mày hỏi như nè vt có giảm không ok ha rồi mà không cầm thì mấy bạn ở nhà kiện ừ. rồi Nguyên nhân thứ ba là chúng ta sẽ tăng khoản chết Đúng mà Thì bình thường chúng ta có khoản chết tăng khoản chết được định nghĩa là cái gì nhỉ? À dễ nhớ khoản chết này tôi nói là cái gì? Hai phê quy đúng không? Hai phê quy nghĩa là quy thấp đúng không? Đúng mà Có nghĩa là những phun được thông khí mà không được tưới máu Dễ không? Rồi rồi chúng ta có hai dạng là dạng khoản chết giải phẫu và khoản chết sinh lý bản chất giải phẫu là à lại gì là những đường dẫn khí ma là mũi miệng hầu đường dẫn khí lớn những nơi có thông khí nhưng không có mạch máu chức năng trao đổi khí đúng mà đúng không thì nó là khoảng chết cái gì nữa thì người lớn ta bình thường là khoảng chết nó khoảng 150 ml được ha à như vậy tại sao chúng ta phải quan tâm tới nó bình thường một người bình thường thường thọ 500 đúng mà nở 500 nhưng ta có tới hết hoàn toàn 500 giờ với anh An không không chỉ có một trăm rưỡi mất ở khoảng chất giải phẫu còn ba trăm rưỡi tới được với nàng khi ta thở ra có phải hoàn toàn khí được ra khỏi khí có nhiều CO2 có được thải ra được hết ngoài không không thải ra một phần một phần nằm trên đường dẫn khí có nhiều khí CO2 và cái kế tiếp chúng ta sẽ hít vào hít vào khí tươi hoàn toàn không không Kỳ kế tiếp chúng ta sẽ hít vào khí có CO2 trước sau đó mới khí tươi Như vậy mấy bạn suy nghĩ. Nếu chúng ta thở 500 đã vậy. Bây giờ bây giờ chúng ta còn thở còn 200 thì chuyện gì xảy ra? Như vậy có 50 vào trong phế nang. Nhưng mà đâu phải hoàn toàn 50 là khí tươi đâu nhở Có thể toàn là khí CO2 không? Đúng không? Như vậy đó chính là vai trò quản chất giải phẫu đó, đó mấy bạn được chưa à. khoảng chất với nang khoảng chất với nang là khoảng chất xảy ra trong với nang chứ không phải đường dẫn khí đó ha à à thì nó này chúng ta nói đó chính là dạng hai về quy là phùng phổi được thông khí nhưng không được tưới máu rồi ok chúng ta sẽ thấy gặp à, hai phê quy nghĩa là gì lý do gì đó quy giảm đúng không à? về có thể bình thường quy giảm trong trường hợp là gì cung đường tiên giảm nên mạch máu đến phổi giảm gặp trường hợp gì tụt huyết áp sốc ngừng tim đúng không ạ à? hoặc trường hợp gì quy về bằng không luôn gặp trường hợp gì bạn à thuyên tắc phổi đúng không quy bằng không không ngay ở vùng phổi đó quy bằng không à thì hai v quy ở đó đúng không rồi hoa trường hợp à v tăng tương đối so với quy gặp cho trường hợp gì những túi khí của bệnh nhân CBD đúng không? CBD có những cái túi ứ khí đúng không? À, gọi là tâm nhiệt khí vết thủng đúng ạ? à thì lúc này đây về quy đây họ những túi khí khổng lồ luôn to hơn luôn nhưng mà đôi lúc những bệnh này kèm theo là cái 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 mô kẻ nó bị phá hoại ở đây mạch máu cũng giảm luôn do đó hai về quy đúng ạ? và những trường hợp à như vậy đây là những trường hợp là tăng khoảng chết sinh lý được chưa À, bây giờ chúng ta nhìn hình Bình thường Mô tả lại nãy thôi Bình thường chúng ta Hỏi 500 Đúng mà Thì trăm rưỡi là khoảng chết giải phẫu Ba trăm rưỡi là thông khí phế nang Hay thông khí hữu ích để thải được siêu hài Bây giờ vì lý do đó Chúng ta có thêm một khoảng chết sinh lý xuất hiện đúng mà thì thông khí hữu ích như thế nào giảm đi nữa và chính vì vậy Ứ ừ số 2 là vậy. Đúng không à? Rồi. Bây giờ chúng ta qua đó gọi là tăng khoảng chết sinh lý, gọi là khái niệm tăng khoảng chết sinh lý. Tuy nhiên có một khái niệm nữa trong những số trường hợp chúng ta không hề tăng khoảng chết sinh lý nhưng nó vẫn tăng khoảng chết. À, đó là chuyện gì xảy ra. Chúng ta xét một bệnh nhân CVD. Bình thường khoảng chết sinh lý 150 ml. Ông này có những bóng khí thế là khoảng chết sinh lý có đúng không? chị cho giả bộ năm chục là ổng tổng cộng khoảng chất sinh lý của ổng là khoảng chất của ổng là 200 à vì có khoảng chất đó do đó bình thường một người á, VE là khoảng uh, bình thường lúc ngủ là 4 đến 6 lúc hoạt động nhưng mà là 6 đến 8 nhưng vì ông có khoảng chất này nó bù trừ lên 9 đúng không ạ và một người bình thường maximum khoảng 9 đến 10 không có lên được nữa ha khi trường hợp quá lắm mới lên tới 11 12 ha rồi ổng là 9 thì lúc giai đoạn ổn định, ổng thở có 15, thì VT ổng là bao nhiêu? 600, tại sao con rớt 600? VE bằng gì? F nhân VT, đúng không? Bây giờ tao có v, VE là 9, ổng thở 15, thì VT bao nhiêu? 600. Tại sao ổng thở với 600? 600 để bù trừ cho 50 này nè. Đúng không? Thì lúc này, VD 200 thì thông khí hữu ích của ổng là bao nhiêu? Hay thông khí với nàng là bao nhiêu? 400 đủ thải CO2 khi khí máu ổng bình thường đúng mà vì lý do đó, đó một ngày đó ông đi chơi dũng tàu về không đi dạy mấy em xong bắt con virus nào đó à, thế là ông bị khó thở à viêm phổi à, viêm hóa thôi chỉ cần viêm hóa thôi. ông vô một đợt cấp vô đợt cấp ông phải thở có thở thì phải thở nhanh lên Thở 30 lần phút nhưng phê ơi chị nói là đụng trần rồi, giả bộ cho nó đụng trần rồi, không lên được nữa, 9 lít thôi. Thì lúc VT ổng bao nhiêu? Có 300. Mà khoản chất sinh lý ổng không tăng nha. Chỉ là vẫn là 200. Lúc này thông khí hữu ích ổng còn bao nhiêu? 100. Như vậy lúc này ứ co 2 lên. Đúng mà. Và chúng ta thấy rõ ràng khoản chất sinh lý không tăng. Nhưng vì nhịp thở tăng lên. Và cứ như vậy làm tăng cái thông khí hào phí. Và giảm thông khí hữu ích từ đó ứ số 2 đó là khái niệm là tăng khoảng chất động khác với khái niệm tăng khoảng chất Ủa xong nhiều lần của nha bữa trước dạy bên kia cũng vậy luôn nha như tới đây là nó biểu tình mấy bạn ơi Ủa mở vậy thì bên kia biết không được đúng không như vậy đó là khái niệm tăng khoản chất động nó khác với là tăng khoản chất sinh lý hôm nãy mấy bạn nó là tỉnh đúng không ạ à? vì lý do gì đó khoản chất sinh lý tăng lên nên làm cho không khí hữu ích giảm lại nhưng có này khoản chất sinh lý không hề tăng nhưng mà do tăng nhịp thở làm cho à, vt nó giảm từ đó không khí hào phí tăng lên với nhiều nhịp thở và từ đó thông khí hữu ích bị giảm lại được chưa rồi rồi thì hình này các bạn sẽ thấy rõ bình thường chúng ta thở chậm 500 nguyên cái khoảng chết này là khoảng chết chúng ta có thì chúng ta còn thông khí hữu ích là ba trăm rưỡi ba trăm hay ba trăm rưỡi giống như ông này còn thông khí hữu ích là bốn trăm nhưng vì ông thở nhanh thở nhanh nhiều đến mức làm cho vt nó giảm đúng mà trên lâm sàng bạn cũng thấy có nhiều người họ thở nhanh Họ không thể thở nhanh sâu đến mức được đúng không Khi nhanh quá thì có thể làm cho VT giảm Và khi VT giảm này làm cho bắt đầu Mà cái thông khí Mà khoảng chết mình vẫn không thay đổi mà đúng không Làm cho thông khí hữu ích bị giảm Và chính vậy là ứ sơ hài À đó là khái niệm tăng khoảng chết động. Và như cái này nó không có được rồi à, Ok Vậy tóm lại các yếu tố à, Các nguyên nhân của tăng ứ CO2 là gì? Thứ nhất là giảm sản tăng sản xuất CO2. Tuy nhiên quên nói với bạn, tăng sản xuất V2 nó không phải là yếu tố chính. Vì sao? Khi chúng ta sốt, chúng ta thử cái máu không bao giờ chúng ta ứ CO2 cả. Khi chúng ta sốt, chúng ta tạo ra CO2 nhiều. Nhưng có thể bù trừ bằng gì? Chúng ta sẽ thở nhanh để tăng thải. Đúng mà, do đó CO2 chúng ta bình thường. Như vậy tăng sản xuất chỉ là yếu tố phụ bổ trợ bên cạnh có giảm thải mà thôi. Được ha. Nguyên nhân thứ hai đó chính là gì? Giảm thông khí phúc có thể qua là giảm F hoặc là giảm V. Và nguyên nhân thứ ba là gì? Tăng khoảng chết, đó là tăng khoảng chết sinh lý hoặc là tăng khoảng chết động. Ok ha. Ghét ghê. Cái này quên chưa chỉnh cha yeah, nữa rồi ừ, sao bị tùm lum vậy rồi như vậy đối với ca này ứ CO2 nguyên nhân nó là gì nguyên nhân gây ứ CO2 là gì có tăng sản xuất CO2 không có, có sốt nhưng nguyên nhân chính nha nguyên nhân chính tăng sản xuất cái CO2 không có nhưng có chính không không chị nó không bao giờ là chính đúng không có giảm thông khí với nang không có tăng tần số thở lên tới ba mấy lần mà đúng mà à, vt thì thái độ rằng đẳng nở đàn hồi vẫn còn giảm nhưng mà cái ép tăng bù trừ cũng có thể, thể được đúng không à? vậy có giảm thông khí với nào không, không. vậy ở đây là tăng khoản chết mà đây là khoản chết đúng là khoản chết động đúng mà không biết vội mà em đâu có khoản chết sinh lý gì tăng đâu nhỉ đúng mà tại sao như vậy mấy bạn nhìn đây bệnh nhân này phim vội đúng không đúng không? viêm phổi. do đó là khi viêm phổi ở đây là đông đặc phổi đúng không? thì rối loạn dạng gì hồi nãy mình học rồi. hồi nãy mình chưa phân tích giảm mua suy rối loạn dạng gì? cái này rối loạn không khí hay rối loạn kết tán? hồi nãy mình mới phân tích hồi nãy á. rối loạn Thông không khí không khí hay kết tán? thông khí là giảm nồng độ oxy trong khí vào giảm thông khí với nan có không không rối loạn khách tán gồm có gì ở quên rối loạn uh, rối loạn uh, trao đổi khí gồm có gì rối loạn khách tán và bất tương xứng v và q nãy mình nói ca này là gì bất tương xứng v và q à bất tương xứng v và q à, v q mismatch nên gây ra giảm oxy máu rồi sau đó cái phổi nó viêm dần 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 đông đặc lên bệnh nhân sẽ thở nhanh lên đúng mà thở nhanh mà vt đông đặc do đó vt bắt đầu giảm dần đúng không tại vì tế năng nó bị đông đặc hết rồi còn một số vùng phổi được hoạt động thôi đúng không vt nó giảm dần vt nó giảm dần mà tần số nó tăng lên như vậy từ đó gây ra chuyện gì tăng thông khí hao phí còn lại giảm thông khí hữu ích đó chính là khái niệm tăng khoảng chất động và từ đó gây ra ứ số 2 đúng không Hiểu chưa nhỉ? Hiểu tại sao ca này vừa có cơ chế giảm oxy máu, vừa có cơ chế tăng CO2. Như vậy so với một người viêm phổi, à lúc mời chúng ta nhìn lại cơ chế. Một người bị viêm phổi bình thường lúc đầu nếu như chúng ta làm tất cả các dạng diễn tiến của nó chúng ta thử khi máu tất cả là xiên nha. Thì lúc đầu giai đoạn đầu với là sốt và như ho khạc đàm, thở nhanh chút, oxy máu giảm hay tăng. Oxy sẽ bình thường, CO2 máu giảm tăng CO2 máu sẽ giảm tại vì tăng thở nhanh mà đúng mà à, rồi tới phổi nó viêm viêm nặng hơn chút thì lúc này oxy máu sẽ sao giảm nhưng CO2 sẽ sao giảm hoặc bình thường tới nặng hơn chút phổi đông đặc hế luôn thở nhanh VT giảm thì lúc này là oxy máu sao oxy máu giảm CO2 sao tăng giống trường hợp này Vì ba dạng mình thấy khác nhau về điều trị Đúng mà Loại đầu dễ không? Dễ kháng sinh là được Đâu không cần thở oxy luôn Loại thứ hai có thể oxy đơn giản kháng sinh Loại thứ ba là cần với tuổi hồi sức của chị Thở máy bảo vệ phổi Và kháng sinh đôi lúc kháng sinh phải kháng sinh khác nữa Được chưa? Như vậy cái máu có vai trò đây là gì? tụi chị biết được cơ chế nó đang nằm ở đâu mức độ tổn thương như thế nào cơ chế nào tụi chị đưa ra can thiệp điều trị cho chính xác và vực cơ chế cơ chế ứ số 2 này là do bất tương xứng do uh, tăng tăng khoảng chết động vì vậy tụi chị phải đặt nội khí quản thở máy để giảm bớt cái tần số thở bệnh nhân được chưa được à? Rồi. rồi còn nếu như bệnh nhân CBD bệnh nhân CBD vô khó thở là do gì là do gì khoản chết đúng mà do khoản chết sinh lý đúng không Nhờ toàn những túi khí đúng không à do đó ứ số 2 đúng không nhưng mà họ cũng có những có những cái là liên quan tới là họ có thể viêm phổi kèm theo à do đó họ ứ số ứ giảm oxy hoặc là tình trạng cái phổi nó bắt đầu là khoảng chết nhiều, nhiều 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 nhiều, những phế năng căng phòng hơn nó đè xẹp những phế năng lành à, thế làm cho giảm vt đến mức giảm thông khí dẫn đến giảm oxy vì vậy, vậy hai diễn tiến khác nhau và can thiệp cũng sẽ khác nhau đúng rồi. rồi chính vì vậy mà tất cả các ca Thở, khó thở, siêu hấp nên có điều kiện các bạn đều phải làm khí máu tôi chỉ biết là bản chất là gì cơ chế là gì và can thiệp vào đúng cơ chế sẽ tốt nhất được chưa rồi bây giờ lấy khí máu A à, cao hồi nãy lấy khí máu. Đúng không à? Thì bây giờ nếu mà trong trường hợp vừa giảm oxy vừa ứ CO2 thì oxy liệu pháp như thế nào? Đúng không? À thì lúc này mình đã trường hợp nếu như mà BH với BCO2 bình thường thì mục tiêu SBO2 mình vẫn là 94-98%. Còn nếu như BH à, giảm, BCO2 tăng. À ca này gờ nha. Cần phải thống khí cao hơn. Còn nếu BH bình thường như CO2 tăng thì đôi lúc người ta nói là thở oxy có thể làm ứ CO2 đúng không? À, thì lúc này chúng ta điều, nên điều chỉnh mục tiêu không? Chỉ điều chỉnh mục tiêu SpO2 xuống 88-92% trong những cơ địa nguy cơ ứ CO2. Đó là bệnh nhân CBD mà có ứ CO2. Hoặc là những bệnh nhân béo vì bệnh hở ngộ xanh sân an, giảm bệnh quản vân vân. Thì chúng ta mới giảm mục tiêu xuống còn không phải những đối tượng đó thì chúng ta vẫn để ở mục tiêu là spo 2 94 trăm vậy ca này ca hồi nãy giờ của mình á mục tiêu mình bao nhiêu 88 đến 92 hay là 94 đến 98 phần trăm 94 98 phần trăm được không ạ à? mặc dù nó ước số 2 nhưng ca này ước cơ hội hay không phải là cơ chế của đối tượng người dễ ước số 2 được chưa rồi rồi này khỏi rồi xong rồi đó như vậy đối với một bệnh nhân siêu hấp. Đầu tiên chị sẽ đánh giá ban đầu dựa vào ABC. Để làm gì? Chị đưa ra can thiệp cứu mạng trước. Đường thở có bị tắc nghẽn hay không? Cần oxy gì không? Ok. Rồi sau đó chị sẽ khám lâm sàng. À khám chữ A, B, C, D, E. Chủ yếu tập trung vào chữ B cái yếu tố này á. Để chị biết được mức độ của khó thở và nguyên nhân của khó thở nằm ở đâu của 4 tầng được chưa kèm theo sau đó chị sẽ làm khí máu để làm gì chị ra được dạng đó là gì giảm oxy hay ứ xô -so hài để từ đó chị biết được là cơ chế nó nằm ở đầu à từ đó chị can thiệp vào đúng cơ chế ok ha như vậy tóm tắt bài tự đọc nãy giờ nói nãy giờ là tóm tắt bài á rồi xong Tôi có câu hỏi gì bài siêu hấp không dễ mà à, bài này thi là rớt rồi Tại thi ông hỏi không hỏi mấy bạn không hề hỏi lý thuyết hỏi sẽ một tình huống y chang giống vậy á làm gì làm gì làm gì làm gì cơ chế lại gì 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 hết rồi do đó không đi học ở nhà rớt xong rồi bây giờ chúng ta còn lại chúng ta được nghỉ 5 phút chỉ 5 phút thôi, cái gì? Cái gì? Sốc sốt hả? À vậy được nào nghỉ 5 phút để hồi phục sốc sau đó chúng ta sẽ vô học. Tại cái bài này nó cũng khó tương đương với suy học. Ừ. 5 phút thôi nha. 5 giờ 4 giờ 45 sẽ quay lại tại vì có 45 phút cho bài này thôi. Bé biết tại sao bé em sốc không? Tại vì hai bài này chị dạy chuyên khoa một, chị dạy y Việt Đức là bài siêu hấp chị đã dạy mất hai tiếng rồi. Bài sốc chị dạy hết một tiếng rưỡi, chị dạy họ tới ba tiếng rưỡi. Đó là y Việt Đức. Chị dạy cho chuyên khoa một bài siêu hấp chị dạy tám tiếng hai buổi. Bài sốc chị dạy họ tám tiếng Bây giờ mấy bạn rất là giỏi, mấy bạn chỉ học trong vòng 2 tiếng. Phải 2 tiếng không? à Đâu đầu là phải. Rồi, nghỉ 5 phút thôi nha. Các bạn nói gì là có hình hết mà phải trong laptop của tôi chứ không phải trong cái máy. Rồi, bắt đầu nha, rồi, bạn nào tức giận thì bắn nhanh nha. Rồi, bắt đầu. Bài này bắn cực nhanh luôn nha, bài nãy là bắn rất chậm, bài này bắn cực nhanh. Rồi bắt đầu nha các bạn ha, bắt đầu tôi hót nè, ờ, bắt đầu. Mấy bạn mong muốn gì về tiếp cận sốc? Muốn gì? Ờ, sốc là gì? Thứ hai, sốc là gì? Chứ định nghĩa là sốc có khác nhau không em? Tại sao lại có sốc? Rồi, lên trời hỏi tại sao? Rồi, tiếp. Gì nữa? Tìm nguyên nhân của sốc. Rồi, cái gì nữa? Rồi, sự trí của sốc. Rồi, ok. Bây giờ đầu tiên đáp ứng nhu cầu của em Sốc là gì nha Tới thời điểm này chúng ta có rất nhiều định nghĩa của sốc Thì theo định nghĩa Một trong những định nghĩa đó chính là Định nghĩa dựa vào cơ chế bình sinh Sốc là tình trạng Suy tuần hoàn Dẫn đến sử dụng oxy tế bào Không đủ Dựa vào cái định nghĩa này Chúng ta thấy cái điểm nào sau đây Thứ nhất Suy tuần hoàn Suy tuần hoàn tiếng là gì rối loạn huyết động đúng không rồi thứ hai là sẽ dẫn đến suy tuần hoàn rối loạn huyết động dẫn đến tưới máu các cơ quan không đủ đúng không giảm tưới máu cơ quan đặc điểm thứ hai thứ ba tưới máu cơ quan không đủ nên tế bào trong cái cơ quan mô đó nó sẽ không đủ oxy dẫn đến chuyện gì, gì chuyển hóa hiểm kỹ chính vì vậy dựa vào định nghĩa đó chúng ta có à có tiêu chuẩn chẩn đoán sốc dựa vào ba tiêu chuẩn tiêu chuẩn nhất là huyết động có vấn đề tiêu chuẩn thứ hai là lâm sàng giảm tưới máu mô, mô và tiêu chuẩn thứ ba là rối loạn chuyển hóa chuyển hóa hiếm khí được ha rồi rồi này chúng ta nói đó là rối loạn huyết động dẫn đến cái việc mà cung cấp oxy cho tế bào không đủ đúng mà Vậy cung cấp oxy tế bào là gì? À, đó đại lượng DOC. À, đó là gì? Là một cái tim. Do cái tim. Nó tống một cái lưu lượng dòng máu đó chính là cung lượng tim. Mang tất cả các hemoglobin gắn kết với oxy để đi đến tế bào. Đúng rồi. À, hình đẹp không? Rồi. Yeah. À, bài hình đẹp, hình không mà không có chữ do đó là học bài này mà đi đi nghe nhà là chết chắc rồi. đặc điểm bộ môn là hình không không có chữ rồi như vậy hồi nãy giờ các bạn nghĩ định nghĩa của oxy định nghĩa của sốc là gì là suy tuần hoàn dẫn đến giảm tưới máu các cơ quan dẫn đến thiếu oxy trong tế bào thì mình nghe có vẻ là nó sẽ giảm oxy cung cấp đúng không đúng à tuy nhiên người ta thấy rằng trong một số trường hợp sốc giai đoạn đầu oxy cung cấp không hề giảm mà có thể tăng nhưng mà do oxy nhu cầu oxy của tế bào tăng lên do nguyên nhân nào đó làm cho sự bất tương xứng giữa cung và cầu và từ đó sốc cũng đã xảy ra mẹ cho 10.000 mà em ăn sáng tới 12.000 thiếu không tế bào có thiếu không đúng không thiếu thì dẫn đến giảm oxy cho mô đúng không đúng mà như vậy chính vì vậy có một ông định nghĩa sốc là gì? Là sự bất tương xứng giữa cung và cầu đó bị định nghĩa về mặt đúng bản chất nhất. Được chưa? Rồi. Thì hình này chúng ta thấy rằng gì? Bình thường cung cấp oxy tế bào nó khoảng 800 đến hai Đúng không ạ? Khi có sự bất tương xứng giữa cung và cầu. Đúng không ạ? bất tương xứng với cung cầu nghĩa là có thể là cung nó giảm đúng không ở đây tôi nói là cung giảm thay vì tám trăm ngàn hai nó giảm đúng không nó giảm nhưng mà vẫn đáp ứng nhu cầu oxy tại vì sao đường nào nhóm tâm thấy vẫn đáp ứng đúng không tại vì sao tại vì lúc này khi mà tế bào nó bắt đầu đói á nó tiết ra cái chất làm cho tăng chiết xuất oxy lên à tỷ lệ này từ 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 nói vậy mất công vậy mà lộn nha nó nói lại cho anh dễ hiểu nha ừ, bữa nay có sao rồi đó ừ, bình thường cung cấp oxy khoảng 800 đến ngàn hai đúng không à thi à nhu cầu oxy đảm đảm bảo đáp ứng đúng không do lá tát không tăng đúng không đường này đường lá tát đúng không không tăng rồi và bình thường 100% oxy đến tế bào tế bào lấy bao nhiêu có 25% thôi chúng ta đo tĩnh mạch oxy tĩnh mạch là còn 75% được chưa rồi khi có sự rối loạn giữa cung và cầu à giả bộ trường hợp này là cung giảm đúng không ạ thì cơ thể bù trừ nó tiết ra cái chất làm tăng chiết xuất oxy để làm sao đảm bảo vẫn cung cấp đủ nhu cầu cho tế bào à lúc này tỷ lệ chiết xuất sẽ tăng lên tăng lên bao nhiêu thay vì 25 thì bây giờ là 30 35 40 làm cho nhu cầu vẫn đủ đúng không lúc này à chúng ta sốc chưa xảy ra vì lắp nó vẫn bình thường đúng ạ vì lý do gì đó thằng này tiếp tục giảm nữa giảm nữa giảm nữa giảm nữa tới khoảng 400 lúc này chiếc xuất oxy tối đa là 45 đến 50 phần trăm thì vẫn đủ nhu cầu đúng không à nên lắp tách vẫn chưa tăng đúng không ạ vì lý do gì đó tiếp tục không can thiệp à bác sĩ đi ngủ rồi À, thì này giảm nữa ở chuyện nói chuyện xảy ra có mà có mà rồi tôi chuyên gia đi ngủ rồi là 400 dưới đây 400 à dưới 400 thì lúc này vượt quá khả năng chiết xuất của tế bào rồi lúc này nhu cầu oxy bắt đầu hiểu và lúc này lá tá tăng lên Được chưa ok ha rồi rồi, như vậy chúng ta hiểu về bản chất là sốc là tình trạng bất tương xứng giữa cung và cầu. Do đó khi điều trị sốc, chúng ta phải có cái nhìn toàn diện hơn. Là gì? Chúng ta phải tiếp cận giữa đảm bảo cung và giải quyết cầu. Đảm bảo cung là gì? Nãy chúng ta nói cung là một cái dòng cung lượng tim do tim bóp ra mang hemoglobin oxy. Nhưng chúng ta phải cung cấp, tạo ra cung lượng tim vừa đủ, tạo ra một hemoglobin vừa đủ và có oxy trong máu vừa đủ oxy trong máu được phổ đủ lấy cái bài oxy liệu pháp mấy bạn không được may mắn học à rồi còn khi chúng ta tiếp cận vào chúng ta can thiệp và chuyển hóa có nghĩa nhu cầu oxy là gì ta đảm bảo chuyển hóa tế bào không quá cao khi sốt chúng ta cho hạ sốt khi bệnh nhân co giật lo lắng vân vân chúng ta phải à, chống co giật khi bệnh nhân tăng công hấp quá mức chúng ta phải cho cơ hấp nghỉ ngơi ok ha vậy cái đó là cái nhìn toàn diện về một bức tranh chúng ta khi điều trị chống sốc dân hồi sức cấp cứu phải làm vậy còn mấy em chúng ta để ý và cung lượng tim rồi cung lượng tim là gì cung lượng tim là gì cung lượng tim là tần số tim nhân cho thể tích nhá bóp nếu như nãy giờ chúng ta nói định nghĩa của sốc lại tiêu chuẩn cho nó có sốc lại gì rối loạn huyết động giảm tưới máu và chuyển hóa ba tiêu chuẩn như vậy lúc nghi ra đoạn đầu vì vật huyết động nãy giờ tôi nhắc đi lại với bạn là cung lượng tim đúng không như vậy chúng ta có dữ liệu dùng chỉ số cung lượng tim để đánh giá tiếp cận ban đầu được không không khi gặp bệnh nhân vào cấp cứu chúng ta có con số gì đầu tiên huyết áp chúng ta không có cung lượng tim cung lượng tim muốn có là tôi phải có siêu âm tôi có ca te động mạch KT động mạch phổi vân vân bla 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 tôi mới có được con số cung lượng tim. Như vậy tôi chỉ có chỉ số huyết áp thôi. Và may thay huyết áp của mình nó lại đại lượng gián tiếp cho cung lượng tim qua này. Được chưa? À, như vậy lúc đầu chúng ta sẽ dùng huyết áp. Tuy nhiên, khi dùng huyết áp chúng ta chuyện gì xảy ra? Người ta thấy rằng một nghiên cứu thấy rằng khi tình trạng sốc đã xảy ra ngay lát tác tăng lên rồi đúng không? À, thì sao ạ? À, huyết à, áp làm sao nhờ? Vẫn bình thường do cơ chế bù trưởng chúng ta sẽ là mạch nhánh, co mạch. Như vậy nếu như chúng ta dùng chỉ số huyết áp là một trong những số huyết động để tiếp cận ở cấp cứu hoặc những bệnh nhân ban đầu thì chúng ta sẽ bị gì? Sai số. Đúng mà. Đúng mà. À. Rồi, thế này chúng ta thấy rằng khi cung lượng tim giảm khoảng 18-20% à, thì cung lượng tim vẫn còn ở mức bình thường quên ừ, cung lượng tim giảm nhưng mà huyết áp vẫn ở mức bình thường do sự co mạch tăng lên và khi cung lượng tim giảm 30% thì huyết áp lúc đầu mới sao nhỉ mới giảm xuống đúng không ạ hỏi này bỏ qua rồi cơ chế thứ hai là cơ chế quên tiêu chuẩn thứ hai là gì chẩn đoán sốc nhất là huyết động hai là lâm sàng giảm tưới máu ba là chuyển hóa huyết động là huyết áp dễ bị sai đúng không dễ bị sót sót trong trường hợp huyết áp còn bù trừ đúng không rồi trường hợp thứ hai thứ hai là lâm sàng giảm túi máu chúng ta có những có những cơ quan nào chúng ta đánh giá trên lâm sàng về sự túi máu da yeah. đúng mà à và đó là ngoại biên còn cái tạng chúng ta là não và thận tại sao vậy vì mặt da khi da được tưới máu thì da sẽ có màu sắc hồng thân nhiệt sẽ gì ấm thì ta động vật máu nánh máu nóng chứ mà máu lạnh ha máu lạnh nó đi chỗ khác chơi ha máu nóng nên hơi nổi nóng như thế lớp ít là sẽ nổi nóng ha rồi. rồi thành ra chúng ta sẽ đánh giá tưới máu da bằng gì thứ nhất chúng ta sẽ sờ nhiệt độ lên nhìn màu sắc da nhưng đôi lúc có người da đen sao sợ sao nhìn đúng không da đen không nhìn được à da vàng chúng ta còn thể nhìn được ta sò, sò da nếu mà da lạnh thì sao có khả năng là giảm từ mô da tuy nhiên ở trong vùng lạnh thì nó sẽ lạnh đúng không à chúng ta biết và thường lạnh nó sẽ lạnh đâu ạ à? nếu mà giảm trong trường hợp sốc nó sẽ giảm lạnh ở bắt đầu ở đầu chi và nó sẽ dần dần về gốc chi và cái điều trị nếu mà cải thiện ta sẽ thấy ấm dần từ gốc chi đến đầu chi được chưa và một cái dấu hiệu chúng ta sẽ làm đó là gì CRT thời gian đổ đầy mau mạch bình thường là bao nhiêu dưới hai giày biết làm không à, biết làm khỏi chỉ rồi Và một chỉ số người ta hay dùng nữa đó là chỉ số da nổi bông à, nếu nhẹ nhẹ thì quanh gối nó nặng 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 lên nữa lên tới đùi tới bẹn. tuy nhiên cái này dấu hiệu trễ rồi hai à, vậy da người ta hay dùng là gì nhiệt độ và CRT rồi tuy nhiên CRT một số trường phái nó ủng hộ CRT ngoại biên là mấy bạn bấm ngón tay mấy bạn là một số trường phái như úc nó thích CRT trung tâm à dấu hiệu nhất liên chỉ mấy bạn nhớ không nhất chỉ trong phim gì á à đúng không đúng không ẩn vô hay nguyên bàn tay à cái này cũng vậy ẩn vô à CRT được chưa à, CRT trung tâm rồi đó là ngoại ngoại biên còn các tạng kia các tạng được tưới máu đủ thì đảm bảo được chức năng đúng không khi các tạng không được tưới máu đủ thì chức năng nó sẽ có vấn đề chức năng của não là gì Cái não là gì là ý thức đúng không đúng không? ý ý thức như là ý và thức đúng không thức là thức tỉnh ý là nhận biết đúng không à vậy bộ vậy à thì chúng ta đánh giá vào gì sự tỉnh táo hay không Hận là gì à lọc vào thấy cái tiểu phật có nước tiểu đúng không à chúng ta đánh giá vào thể tích nước tiểu còn các chức năng tạng khác chúng ta đánh giá được không không trên lâm sàng làm sao đánh giá được tiểu cầu huyết học huyết học làm sao đánh giá tiểu cầu nhìn cái biết em giảm tiểu cầu à à mà gan biết được không không do đó chính vì vậy có hai tạng chúng ta đánh giá được chức năng trên lâm sàng thôi đó chính là gì à, tưới máu gan à, tưới máu não và tưới máu Thận như vậy đánh giá lâm sàng giảm thứ mô chúng ta có mấy tạng đánh giá được da yeah. não và thận dễ ha rồi thứ ba nữa tiêu chuẩn thứ ba là gì để chẩn đoán sốc có mấy tiêu chuẩn à đúng rồi nãy giờ nó có ba tiêu chuẩn nó hoài luôn á huyết động hai lâm sàng giảm thứ máu và thứ ba chuyển hóa à, khi tế bào giảm oxy thì nó chuyển hóa gì nhờ chuyển hóa hiểm kỹ nó sẽ sinh ra gì lá tá rồi nói này nói được vậy thôi nói nhiều nữa sao Ủa tẩu quả nhập ma thì có 45 phút mà rồi rồi như vậy chúng ta quay lại để chẩn đoán sốc có ba tiêu chuẩn đúng không thì đầu tiên nếu một bệnh nhân vào huyết áp bình thường chúng ta có thể loại trừ đây bệnh nhân không có sốc không nên nhớ không bao giờ loại trừ nha rồi chúng ta phải làm gì chúng ta khám tưới máu cơ quan và lá tát nếu như tưới máu cơ quan giảm não nè da nè hận nè được ha kèm theo lá tát tăng thì cái này là sốc không có sao không có đúng rồi, giảm tưới máu mô, mô có chuyển hóa hiếm ký vậy là có sốc nhưng mà huyết áp vẫn còn bình thường thì gọi là gì sốc giai đoạn còn bù huyết áp còn bù trừ được ha còn nếu huyết áp tục gọi là gì sốc mất bù được chưa trường hợp thứ hai chúng ta có một bệnh nhân giảm tới, giảm huyết áp huyết áp khoảng tám năm chín hơi thấp thấp tám 80 tám mươi tám năm gì đó nhưng mà dấu hiệu chúng ta có nói là bệnh nhân này sốc không không khám chúng ta thấy dấu hiệu lâm sàng da thận não ok lát tát giả bộ sọ quá làm luôn lát tát nhỏ hơn hai bình thường vậy ca này có sốc không không mà cái này có thể là cơ địa huyết áp thấp ok chưa Vậy chẩn đoán được ha thỏa yêu cầu của bạn nào làm sao nhận biết sốc được chưa à rồi đặt mục tiêu thứ hai cái gì cái gì không rồi cái này nói chơi bỏ chơi cho vui nha à vấn đề khi mà sốc xảy ra thì đầu tiên thứ nhất nó sẽ rối loạn đại tuần hoàn biểu hiện một cách là huyết động bạn rối loạn cái áp tục nhưng đồng thời đó nó sẽ gây ra rối loạn vi tuần hoàn là giảm chức năng các tạng xảy ra à và nếu các tạng suy nhiều thì dẫn đây suy đa cơ quan cho có khi điều trị sốc à, bên cạnh chúng ta điều trị đại tuần hoàn là mục phục hồi lại huyết áp là cái áp trung bình để đảm bảo áp lực tưới máu chúng ta phải can thiệp vào vi tuần hoàng và nếu có suy tạng thì chúng ta phải hỗ trợ chức năng tạng ha à, như vậy một cái nhìn đa diện của sốc Đây. Okay. rồi trả lời câu hỏi thứ ba làm sao biết nguyên nhân nào sốc ok ha ham quá rồi tiếp ừ. để biết nguyên nhân của sốc để biết nguyên nhân của sốc chúng ta sẽ cho chị ngồi chút xíu nha ừ đau quá để biết nguyên nhân của sốc, à chúng ta nhìn như cứ nhớ công thức của huyết áp. Huyết áp bằng cái gì? Nói đi. Đúng rồi, cung lượng tim nhân cho sức cản mạch máu ngoại biên. Cung lượng tim bằng gì? Nhịp tim nhân cho sốc volume trên bảng có hết rồi. Cái đọc thôi, giờ sốc volume bằng gì? ADV trừ ESV là gì vậy? Thể tích thể tích thất trái cuối tâm trương trừ cho thể tích thất trái cuối tâm thu đúng không đúng không and diastolic volume đúng không đúng không rồi rồi ok rồi như vậy đây là con số huyết áp đúng không con số huyết áp thì dựa vào đây chúng ta sẽ biết được bốn loại sốc nếu sốc tác động vào chất cả mạch máu ngoại biên người ta gọi là sốc Phần bố nguyên nhân thường gặp là hàng đầu là sốc nhiễm trùng kế tới là phản vệ kế tiếp là chấn thương tủy uh, sốc uh, thần kinh và kế tiếp là do thuốc các loại thuốc giãn mạch được chưa nguyên nhân thứ hai nhóm nguyên nhân thứ hai nhóm nào làm giảm thể tích thất trái cuối tâm thu ui gì nhiều máu à, cuối cuối tâm thu đúng rồi đó chính là giảm sức cơ bóp cơ tim đó chính là sốc tim chứ không phải nhồi máu cơ tim sốc tim nhóm nào làm giảm thể tích thất trái cuối tâm trương thể tích cuối tâm trương gọi là tiền tải có gì làm giảm tiền tải đó chính là sốc giảm thể tích hoặc là sốc tắc nghẽn tắc nghẽn là gì là cho cái tim nó bị tắt từ phải qua trái nó qua hỏng được à nên giảm tiền tải thất trái được chưa à gì từ đó chúng ta có bốn nguyên nhân của sốc ha à, nguyên nhân thường gặp đó chính là nguyên nhân sốc phân bố mà là xếp xích chiếm 62 phần trăm các trường hợp còn lại là các nguyên nhân khác rồi như vậy chuyện gì xảy ra hãy review lại ha sốc phân bố nguyên nhân thường đầu là xếp xích phản vệ à, sốc giảm thể tích à, mất dịch hay là mất máu mất dịch thì là ở trên là ói ở dưới là tiêu chảy hoặc là tiểu nhiều dễ không máu là gì ngoài hay trong đúng không đúng à ở ngoài thì người ta thấy ói hoặc chấn thương chúng ta thấy ở trong là gì ờ xuất huyết nội ok rồi, xuất huyết tiêu hóa mà qua đường dưới chúng ta không thấy đúng không ok rồi còn sốc tim là gì là nguyên nhân gì làm ảnh hưởng đến cấu trúc của tim làm giảm sức có bốc cơ tim ví dụ như cơ tim là gì nhồi máu cơ tim như bạn nói tôi nói không phải là nhồi máu cơ tim không cơ tim là nhồi máu cơ tim hoặc là viêm cơ tim tối cấp viêm cơ tim cấp Không chưa phải viêm cơ tim tối cấp mới làm giảm sức cơ tim rất là nhiều hoặc là bệnh lý liên quan van tim là gì hở van hai lá cấp tính trong bối cảnh nhồi máu cơ tim hoặc là chấn thương đúng không làm cho à chóc volume nó bị giảm đúng mà rồi nhóm nguyên nhân liên quan tắc nghẽn cái gì làm cho tim bên phải nó bóp hỏng qua được hết bên trái nó bị nghẽn lại đó là cái gì thuyên tắc phổi hai là cái gì tràn khí màng phổi áp lực phải dùng từ áp lực vô và thứ ba là cái gì chèn ép tim cấp đó là những nguyên nhân chúng ta hay gặp rồi chúng ta đi vào sốc phân bố tụi tôi hay gọi là sốc giãn mạch à như vậy thì nó cơ chế nó giảm ở đâu nó rối loạn ở Ừ, mạch máu ngoại biên xích cảm mạch máu biên như vậy cơ chế bù trừ nó sẽ làm gì nhỉ nó sẽ xích cả ngoài máu biên giảm nên giai đoạn đầu để duy trì huyết áp nó sẽ làm gì nó tăng tiết miên lên để làm gì làm tim đập nhanh và đập mạnh để làm tăng cung lượng tim nên giai đoạn đầu người ta gọi là sốc cung lượng tim cao là vậy để cung lượng tim cao đúng mà và khi cung lượng tim cao vậy thì tôm tim bóp bóng bóp máu ra mạnh hơn thủy áp tâm thu như thế nào cao nhưng mà chương lực thành mạch giảm thủy áp tâm trương như thế nào giảm đi hiệu áp như thế nào cao thường thường trên 40 ok à rồi thường thường nguyên nhân hàng đầu của sốc phân bố là nguyên nhân do nhiễm trùng là gì nhờ à vì cái nhiễm trùng thế thế là à đúng rồi vì gì đáp ứng viêm bình thường mình nhiễm trùng nhưng đáp ứng viêm mình bình thường thì không vô sắp xích nhưng mà đáp ứng viêm quá mức dẫn đến sự kích hoạt tạo ra rất nhiều các cytokine viêm vân vân dẫn đến à làm cho giãn mạch quá mức và dẫn đến rối loạn huyết động à. nguyên nhân thứ hai hay gặp đó chính là gì phản vệ phản vệ thì sao nhờ phản vệ là do thường thường yếu tố liên quan easier À các dị nguyên sẽ gắn kết với các mắt tô bào thông qua các IGE. Bởi vậy từ đó các mắt tô bào sẽ vình to ra phở ra phóng thích các histamine hoang loạt. làm cho mạch máu bình thường bình thường như này bây giờ nó giãn ra thế là giảm chân lực mạch máu ngoại biên và thế là rối loạn tuần hoàn. Kế tiếp. Rồi, sốc giảm thể tích. Sốc giảm thể tích là gì? Mất máu hay mất nước làm cho giảm thể tích tuần hoàn. Từ đó nó sẽ giảm cung lượng tim và cơ chế bù trừ là gì tiết ra các chất để co mạch lại nên fpr nó sẽ tăng lên à giảm cung lượng tim fpr tăng lên thì áp tâm thu như thế nào bình thường hoặc là giảm thì áp tâm chưa như thế nào tăng lên hiệu áp như thế nào giảm nhỏ hơn 40 rồi đối với sốc tắc nghẽn là cái gì đó làm cho buồn tim phải đi qua bên trái không được Do đó cung đường tim nó cũng sẽ gần hết giờ rồi, về đóng con nữa, ờ, cung đường tim giảm, cung đường tim giảm nên tim nó bục cơ thể nó chứ là gì? Cũng là co mạch, do đó là hiệu áp như thế nào? Cũng giảm, đúng mà, và đối với sốc tim, sốc tim cung đường tim nó sao nhỉ? Giảm hơn nữa, giảm rất nhiều thành ra nó sẽ co mạch bù trừ và như vậy hiệu áp nó sẽ giảm rất nhiều và thường khoảng 20 được chưa rồi như vậy nguyên nhân thường gặp của sốc tim thì các bạn biết rồi ha rồi, bỏ hình này đi rồi rồi như vậy để chẩn đoán các nguyên nhân của sốc chúng ta sẽ dựa vào gì nhỉ dựa vào bệnh sử đúng mà một bệnh nhân vào than đau ngực điện tim ST trên lên tất cả chuyển đảo huyết áp tục dấu hiệu của sốc nghĩ lại gì sốc tìm đúng mà không, không có xong chị cứu được à không có xong gì hết đấy. à rồi thì nghĩ nhân nguyên nhân là sốc tìm ok ha một bệnh nhân vào vì một cái dao đâm ở đây é yeah. ngay ngực bên này à vừa siêu hấp vừa sốc nghĩ gì tràn khí mang phổi áp lực đúng không? hoặc là sốc giảm thể tích đúng không chúng ta có thể dựa vào bình sử bối cảnh chúng ta có thể nghĩ ra tuy nhiên một cái dấu hiệu các bạn có thể gợi ý với bạn nữa đó chính là gì nhờ bực mình quá đi ừ. chúng ta có thể dựa vào hiệu áp Để vì nói nếu mà sốc cung lượng tim cao hay còn gọi sốc giãn mạch thì sao nhờ hiệu áp nó sẽ cao trên 40 còn cái loại sốc mà cung lượng tim thấp thì hiệu áp nó sẽ giảm thấp đúng mà và đặc biệt đối với sốc tim nó sẽ giảm thấp hơn nữa tuy nhiên cái này là thở trinh nguyên nếu như mà sốc nhiễm trùng mà giai đoạn đầu thì cung lượng tim còn cao nhưng mà bác sĩ không chịu điều trị bác sĩ đi ngủ a à, thì dần dần tim bị thiếu máu đúng không thì nó sao tim sẽ đờ tim bị độc nữa độc tố mấy cái chất độc tố nữa à gây ra suy giảm chức năng cơ tim thế là bối cảnh lúc này khi lượng tim thấp và lúc này chúng ta không phân biệt được trên lâm sàng được chưa con có ai cấm gì bệnh nhân sốc nhiễm trùng vô kèm theo một bệnh nhân có suy tim ở ép giảm không có có ai cấm một tình trạng sốc nhiễm trùng kèm tiêu chảy mất nước có không có nhiễm trùng tiêu hóa gây ra sốc nhiễm trùng có như vậy trong bối cảnh thực là lâm sàng rất nhiều đa dạng vậy thì chúng ta làm gì chúng ta sẽ phối hợp với bệnh sử chúng ta phối hợp thêm các chỉ số và bên cạnh đó chúng ta phối hợp dựa vào dẫn quá đi dựa vào cận lâm sàng đúng ha cận lâm sàng hình ảnh học và một trong những phương tiện rất là hữu ích đối với dân cấp cứu tụi chị đó là siêu âm tại giường tụi chị siêu âm tại giường chúng tôi sẽ tìm ra được nguyên nhân của sốc là gì nguyên nhân này là giảm thể tích hay nguyên nhân này là do tim hoặc là nguyên nhân do nghẽn hoặc nguyên nhân do phân bố từ đó tụi chị sẽ can thiệp vào đúng nguyên nhân được chưa rồi như vậy định nghĩa sốc ok chưa chẩn đoán sốc ok chưa các loại sốc ok chưa bây giờ tới là điều trị đúng à đúng à à điều trị thì khi điều trị lại này tự nhiên lên đây hơi bị kỳ ừ giờ tư duy tự nhiên thấy hơi kỳ rồi khi điều trị sốc thì chị nói rồi khi điều trị sốc thì giai đoạn đầu chúng ta làm gì cố gắng làm gì sốc gồm có giai đoạn là rối loạn đại tuần hoàng đúng không rối loạn vi tuần hoàng đúng không rồi uh, tạng đúng không khi điều trị sốc thì chúng ta làm gì đầu tiên chúng ta sẽ cố gắng phục hồi lại đại tuần hoàng trước là thông qua chúng ta ráng cố gắng phục hồi huyết áp hay con số chính xác đó chính là áp trung bình để mà phục hồi tưới máu mồ. kế tiếp chúng ta mục thứ hai là gì? Chúng ta đảm bảo lại gì? Phục hồi phi tuần hoàn đó là thông qua đảm bảo tưới máu các cơ quan cải thiện. À như vậy đầu tiên là đại tuần hoàn, sau đó phải đảm bảo vi tuần hoàn là tưới máu các cơ quan cải thiện và lá tát phải trở về bình thường được chưa? Và khi có ổn năng tạng thì hỗ trợ chức năng tạng. Thì đối với huyết động, nếu như ở môi trường bình thường các bạn, như ở khoa cấp cứu tụi tôi, à thì không thể có thiết bị hiện đại. Hiện này chúng ta sẽ dựa vào chỉ số huyết áp, áp lực trung bình. Còn nếu như à có nhiều đồ chơi hơn, chúng ta sẽ dùng các thiết bị xâm lớn hơn, à, đỡ xâm lớn hơn mà hiện đại là siêu âm à hoặc là chúng ta có thiết bị hiện đại hơn chúng ta sẽ dùng kt động mạch và kt động mạch phổi chúng ta đo được chính xác cung lượng tim chúng ta đo được các chỉ số nào đang thiếu thiếu, thiếu chúng ta điều trị vào các chỉ số đó ok như vậy đầu tiên mục tiêu là đại tuần hoàng đúng không à để phục hồi được huyết áp đúng không và được phục hồi hóa chúng ta phải tác động vào cái yếu tố của huyết áp đúng không ạ là chúng ta sẽ tác động nếu mà giảm SVR thì là giảm sức bất cơ tim à, giảm um, sức cảm mạch máu à hay là chúng ta can thiệp vào thở tích hay là can thiệp vào sức bất cơ tim thì từ đó chúng ta có can thiệp đó gọi một thuật ngữ đối với dân hồi sức ta gọi là hồi sức huyết động bây giờ chúng ta sẽ can thiệp gì thứ nhất bực mình rồi nha ừ, bực mình rồi nha ngồi đây luôn rồi nha ừ chúng ta đầu tiên à chúng ta đối phục hồi thể tích chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ truyền dịch đúng mà còn nếu có tắc nghẽn chúng ta phải giải quyết cái sự tắc nghẽn đó đúng không ạ à? còn nếu như à cần thì chúng ta sẽ can thiệp svr nghĩa là phận mạch à còn nữa nếu như giảm sức cơ tim chúng ta sẽ dùng tăng sức bất cơ tim còn nếu như à một cái chúng ta phải càng quan tâm đó chính là nhịp phải trong một khoảng tối ưu đó là sự khác biệt giữa bác sĩ chính quy hay không chính quy. À, vì sao? Giận quá luôn rồi. À, nó về xa, sao không cho? À, khi mà nhịp tim, tại sao người ta thấy nhịp tim quá chậm thì cung lượng tim không đảm bảo? Khi nhịp tim quá nhanh, Khi nhịp tim quá nhanh thì sao? Thì thời gian đổ đầy tâm trương của các bạn sẽ giảm. Và khi thời gian đổ đầy tâm trương giảm thì, thể tích nháp bốt cũng sẽ giảm, từ đó cung lượng tim cũng giảm. Tần nhịp tim tư của người ta là khoảng từ 80 đến 100. Được chưa? Nếu tăng quá nhiều của ông tốt, giảm quá của ông tốt. nhà mục tiêu đối với dân chính quy là phải từ 80 đến 100. Rồi. Rồi nãy tôi nói để hồi sức huyết động, chúng ta phải truyền dịch. Đúng không ạ? À? Truyền dịch, chúng ta sẽ truyền dịch theo bốn pha ha à, thì như thế nào? Đi học hồi sức sẽ hỏi, à sẽ biết bốn pha, gồm gói pha thứ nhất là pha R, ER, resuscitation, là cái gì? Là giai đoạn hồi sức. Lúc này tụi tôi sẽ điều trị, à, truyền dịch là nhanh, thật nhanh, thật nhiều. Thường là khoảng 30 lít ký trong vòng 1 đến 3 giờ đầu. Để làm gì? Mong phục hồi lại mát. Được chưa? À, nhưng mà có ai bây giờ, giả dụ mình nhân 50 ký có bây giờ phán lần, ngàn rưỡi lần không? Ra lệnh điều dưỡng ơi, truyền ngàn rưỡi trong vòng giờ có truyền không? Không, nên tụi tôi thường thường truyền những cú nhỏ. Cú nhỏ chúng tôi truyền khoảng 40 lít bạc ký trong vòng 10 đến 15 phút đầu. 40 lít bạc ký trong vòng 15 phút đầu, nghĩa là 10 năm chục ký tôi truyền bao nhiêu? 200 ml trong vòng 10 đến 15 phút đầu. Các điều dưỡng ơi, truyền 200 lít trong vòng 10 phút. Nó làm được không? Được. Sau cú đó tụi tôi sẽ đánh giá lại. Đánh giá gì? Huyết động. Huyết động là gì? Mát đánh giá lại gì nữa lâm sàng và thứ ba là chuyển hóa nhưng mới đây ai đo lắc nữa đúng không tốn tiền à và dấu hiệu thứ ba nữa là chúng ta đánh giá là có dấu hiệu quá tại dịch hay không nếu ok map lên lên chút tứ mô mô chưa thay đổi nhiều nhưng mà có map có lên đúng không vậy có truyền nữa không truyền cú thứ hai 40 lít bạc ký trong vòng 10 15 phút 200 lít nữa và như vậy chúng ta sẽ đánh giá được chưa giai đoạn thứ hai là giai đoạn O, oh, Optimization là giai đoạn tối ưu hóa giai đoạn này khác giai đoạn hồi nãy giai đoạn này là giai đoạn mà chúng tôi sẽ tối ưu dịch để đảm bảo được tưới máu các cơ quan vậy khi nào qua giai đoạn này trường hợp thứ nhất khi giai đoạn R bạn chưa truyền đủ 30 ml ký mà bạn đảm bảo được map rồi đúng mà phép lên rồi cứ mô có cải thiện chút chút rồi thì bạn bước qua thử giai đoạn đầu oh. Giai đoạn này là khoảng 10 ml đặc ký trong vòng 10 ml đặc ký trong vòng à, uh, 20 đến nói chung nó giảm hơn sau kia quên con số rồi à, rồi thì giai đoạn này hoặc là trường hợp thứ hai bạn truyền đủ 30 ml ký rồi mà huyết áp bạn không đạt được thì lúc này bạn truyền nữa không người ta nói rằng thường một người chỉ khoảng 30 lít ký thôi vậy việc quyết định truyền nữa hay không là phải qua giai đoạn O. lúc này bệnh nếu như vậy là phải có chỉ định phải đặt các thiết bị xâm lấn là tê động mạch để biết rằng là cần truyền được nữa hay không được chưa à và giai đoạn s là gì giai đoạn s là khi mà đảm bảo tưới máu các cơ quan luôn rồi ha à. thì lúc này tôi sẽ chuyển qua giai đoạn ổn định lúc này là chuyên bằng xuất bằng nhập à, nhập bằng xuất nghĩa là tiểu bao nhiêu ói bao nhiêu đi cầu bao nhiêu truyền lại bấy nhiêu và giai đoạn thứ ba là giai đoạn ev evacuation là giai đoạn xuất ra nghĩa là khi bệnh nhân giảm hết sốc khi bệnh nhân hết sốc thì cơ thể phục hồi trở lại co mạch này nọ nhiều thứ khác dịch sẽ nãy giờ ta truyền nãy giờ nó sẽ đi vào khoang máu chúng ta lại phải gì làm cho quá tại dịch từ đó chúng ta phải làm cho đẩy nó ra được chưa rồi vậy là đối với dân hồi xuống tôi là truyền dịch là thứ nhất hoa hồng ha tụi tôi nằm trên hoa hồng rồi à đúng rồi có 100 đến 200 ml trong vòng 10 phút cái chứ không nhớ chưa? ừ, rồi ok rồi. rồi rồi nãy giờ là nãy thông tin nói rồi Dịch gì? Khi truyền dịch, chúng ta sẽ truyền dịch gì? À, đây 30 lít ký rồi ha. Dịch gì? Dịch gì? Người ta truyền dịch gì? Dịch gì? Ờ, lắp phát Dịch gì? Ờ, à, thì đây nó dùng dụng tinh thể Ristoroid nè. À, dịch tinh thể. Dịch tinh thể là dịch gì? Lắp phát Dịch gì nữa? Natri-glorua. Rồi gì nữa? Lắp phát Vân vân. À, vậy na chi ba uh, có phải là tinh thể không ưu trương rồi na chi bốn năm có gọi là tinh thể không à, luco năm có bây giờ tinh thể không không luôn ha nãy giờ có ba dịch đó thôi tuy nhiên có một số ông già nhiều chuyện à, à, người ta nói rằng đây nè đâu nè người ta khuyến cáo mức độ thấp hơn người ta nói rằng là dịch tinh thể cân bằng sẽ tốt hơn dịch tinh thể đơn thuần vậy trong ba dịch nãy giờ cái dịch nào là dịch tinh thể cân bằng? Lactate, Ringer và Lactate acetat là dịch tinh thể cân bằng. Tại vì sao? Natri lo -ru của mình nó không phải là dịch tinh thể cân bằng? khi chúng ta so sánh hàm lượng NaCl lo trong một cái chai đó NaCl 1 lít nó sẽ chính 154, trăm năm mươi bốn NaCl trăm bình thường máu ta là NaCl có 140 trăm bốn lo nó truyền một chai na chi chuyện nó không có chuyện gì xảy ra truyền ba chai na chi bắt đầu có vấn đề truyền năm chai na chi nghĩa là bao nhiêu chuyện hai lít rưỡi có những ca sốc từ tôi phải truyền tới 3 đến 4 lít nếu vậy thì sẽ dư lò và như vậy nó sẽ làm gì toàn chuyển hóa do tăng lò vậy là không tốt chính vì có nhiều ông nhiều chuyện nói rằng là a à, nên chuyện dung dịch cân bằng Nhưng thực sự ra mấy bạn chai đầu mấy bạn truyền natri vẫn được khi bạn truyền bắt đầu qua 2 lít trở lên nghĩa là 3 đến 4 chai mấy bạn phải nghĩ đến việc chuyển qua dung dịch cân bằng nó sẽ tốt hơn cho bệnh nhân được chưa rồi và cái truyền amumin được dùng không người ta thấy rằng amumin làm tăng gì quên rồi kết cục không thay đổi nhưng mà tăng chi phí do đó khi chúng ta truyền mà truyền lượng quá nhiều hoặc là khi trên nền bệnh nhân amumin máu quá thấp thì này chúng ta cần một áp lực keo để giữ lại lịch dịch trong lòng mạch do đó chúng ta truyền amumin còn cái dịch cao phân tử như hết như cái gì của rồi um, hoặc là gelatin vân vân tới thời điểm này tất cả các dạng sốc ngoại trừ sốc xuất xuất huyết còn được dùng còn lại tất cả không được dùng là được loại bỏ hết rồi nha nha và chính vậy tôi á, qua tôi qua cấp cứu một năm nay không dùng được cái chai nào luôn đó và phải đi thanh lý rồi rồi như vậy là dịch xong rồi đúng không hồi sức động cùng cái dịch đúng không rồi bây giờ có thuốc thuốc chúng ta nếu mà tác động vào chương lực thành mạch thì gọi là thuốc tác động vào alpha thì đó chính là thuốc vận mạch còn nếu tác động vào co bóp thì đó chính là tác động vào cung lượng tim và như vậy nó sẽ tăng sức bóp cơ tim ok rồi đây là danh mục các loại thuốc thuốc co mạch gồm có norepinephrine, phenylephrine, vasopressin, à, dopamine, epinephrine, midazolam hà là những thuốc. Ông quên không phải midazolam quên epinephrine. Còn thuốc tăng sức của cơ tim gồm có dobutamine và mineral liều coi Trời. Tới thời điểm này trong tất cả các dạng sốc ngoại trừ sốc phản vệ ARlin là lựa chọn hàng đầu. Còn lại tất cả dạng sốc nếu sử dụng phận mạch thì người ta khuyến cáo hàng đầu sẽ là norepinephrine. Và khi sử dụng norepinephrine của mình mục tiêu tạc kết là đạt map khoảng 65 mm thủy ngân ta có thể dùng đường truyền ngoại biên ha hồi xưa bắt buộc phải dùng đường truyền tĩnh mạch trung tâm bây giờ dùng truyền mạch ngoại biên và khi mà dùng á thì cũng lúc trường hợp nào đó chúng ta sẽ dùng khởi đầu liều là 0.04 mg ký phút sau đó nếu không đáp ứng mát không tăng lên chúng ta sẽ tăng liều tăng liều khi tới liều mức độ nào là liều tối thiểu khi liều tối trung bình là khoảng 0.25 đến 0.5 mg ký thì lúc này nếu mà tăng nữa Má không tăng lên thì không có hiệu quả Do đó người ta nói khoản liều này Mà vẫn không đạt mục tiêu Chúng ta nên cho thêm corticoic. Cọt tí ít ít tại sao vậy Tại vì kia giống trường hợp này Thường thường sốc nó suy giảm các cơ quan Và một trong những trường hợp đó là suy tạng nội tiết Suy tạng nội tiết thì sẽ giảm hi, à, uh, hay cortisol nội sinh Và vai trò của cortisol nội sinh của mình là gì Làm cho tăng nhạy cảm của các alpha ở mạch máu ngoại biên receptor alpha mạch máu ngoại biên do đó khi mà thiếu cột tuyết thì chúng ta cho vô alpha vô nhưng mà mạch máu không bắt được không có co được nên cho phải bổ sung cột là quan điểm mới hồi xưa muốn cho cột chúng ta phải định lượng chúng ta phải làm test chúng ta phải định lượng bây giờ bỏ rồi và khi liều cũng như bạn này nói khoảng 0.25 đến 0.5 đôi lúc chúng ta phải phối hợp thêm phút phần mà thứ hai đó là vasopressin có khi đạt đến liều 1 mg ký phút mà chúng ta không đạt được tiêu như thế này chúng ta phân cân nhắc phối hợp epinephrine. Ha, à, tuy nhiên nãy giờ nói là lúc nào cũng phải can thiệp nguyên nhân nha. Chứ mà xa đào về dịch, xa đào và phận mạch. Rồi bỏ này. Rồi. Nãy giờ chúng ta nói mục tiêu chúng ta hồi sức huyết động là đảm bảo gì nhờ? Máp. Đúng mà. Để từ đó đạt được tưới máu các cơ quan. Đúng mà. Thì cái map nãy giờ ta đưa ra con số là 65 Đúng không à? Bình thường là 65, 70 Tuy nhiên tại sao con số đó người ta thấy hầu hết người Khi con số đó là sao? Đảm bảo được tưới máu các cơ quan Tuy nhiên người nhân cưa điện những người sao? Ta huyết áp lâu ngày Thì sao nhờ? Họ quê với áp áp cao rồi Thì áp lực tưới máu lúc này họ không còn con số 65 Không còn con số 70 Đôi lúc nó cao hơn nữa bữa lúc này là tùy thuộc vào cá nhân hóa à. Rồi Như vậy Điều trị Quan trọng đó là gì Phục hồi đại tuần hoàng Đó là mát Và kế tiếp là gì Tưới máu các cơ quan Và chuyển hóa tế bào Bên cạnh đó chúng ta phải giải quyết nguyên nhân Nếu như cái sốc tắc nghẽn Chúng ta làm gì Giải quyết tắc nghẽn Ví dụ như chàng ép, chèn ép tim chúng ta làm gì Chọc Chúng ta thuyên tắc tất thuyên tốc phổi chúng ta làm gì tiêu sự huyết chúng ta chẳng khí màng phổi áp lực chúng ta làm gì giải ép đúng mà rồi còn nếu như sốc tim à thì chúng ta can thiệp bệnh nhân nhồi máu cơ tim làm gì can thiệp mạch vành đúng mà họ van ra cấp cứu thì sao ờ, can thiệp sửa van cấp cứu rồi vân vân cái cái line này nói mất công choán đấy và nên nhớ Hồi xưa tôi học, sốc tim là chống chỉ định của truyền dịch. Điều đó bây giờ người ta chứng minh là không đúng. Nha. Người ta nói sốc tim, nếu như việc truyền dịch mà chúng ta đảm bảo được cung lượng tim vẫn tăng lên thì lúc này truyền dịch có lợi. Tại một số trường hợp sốc tim vẫn thiếu dịch. Nha. À, tuy nhiên, nếu chúng ta truyền mà có dấu hiệu phù phổi thì là quá tải dịch là không tốt. Do đó một trong những dấu hiệu đánh giá được truyền dịch nãy tôi nói là gì? Bên cạnh huyết động, bên cạnh dấu hiệu lâm sàng giảm tư máu cải thiện, chúng ta phải đánh giá thêm yếu tố là có quá tại dịch trên lâm sàng. Và cách là bệnh nhân có thở nhanh hay không, bệnh nhân có phù phổi hay không. Dấu hiệu sớm nhất là tự nhiên bệnh nhân đang bình thường, tự nhiên mình nhân cải là chúng ta biết. ớ thì các bạn sẽ thấy bệnh nhân ho nhiều hơn là dấu hiệu quá tại dịch sớm lắm. Rồi, rồi sốc mất máu thì làm gì nợ máu phải trả bằng máu à rồi không giống như là sinh viên ít thì tất nhiên là thi rớt rồi à bên cạnh nó sẽ truyền máu để đảm bảo được cung và cầu nhưng mà chúng ta phải nhớ thường thường sốc mất máu sẽ mất cái yếu tố đông máu chúng ta phải truyền thêm các yếu tố đồng máu à thì chuyện này thôi này khó lắm rồi sốc phản vệ sốc phản vệ thì là gì là do cơ chế gì nhỉ? Cái histamine nó phóng thích ra từ mắt bào làm giãn mạch. Do đó, điều trị giống như nãy giờ chúng ta làm. Tuy nhiên, chúng ta phải thuốc vận mạch đầu tay là gì? Epinephrine. Tại sao vậy? Tại sao không phải no epinephrine mà tại sao epinephrine? Tại sao? Đúng rồi. Epinephrine có tác dụng alpha gây ra con mạch. Tuy nhiên với liều đầu 1 đến 2 liều đầu theo uh, theo uh, quy định của Bộ Y tế. Quy trình của Bộ Y tế là khi phản vệ chúng ta tiêm 0.3 đến 0.5 mg tiêm bắp 1 đến 2 liều đầu. Thì với liều đầu như vậy nó chỉ là vai trò nó là ngăn chặn sự phóng thích các histamine từ các mast bào và đánh giá đúng vào cơ chế bệnh sinh của phản vệ do đó người ta khuyến cáo hàng đầu là vậy tuy nhiên qua liều thứ ba mà hết hai liều rồi mà huyết áp vẫn chưa hồi phục thì lúc này người ta nghĩ ra rằng nó ức chế hết rồi đó tuy nhiên cái lượng vitamin bây giờ phóng thích quá nhiều mạch máu quá giãn rồi thì việc đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ dùng epinephrine truyền tĩnh mạch để làm gì tác dụng co mạch dùng alpha. Được chưa? Rồi. Rồi. Nếu sốc nhiễm trùng thì làm gì? Sốc trùng làm gì? Giải quyết ổ nhiễm trùng. Đúng mà Giải quyết trùng bằng phẫu thuật và kháng sinh. Bên cạnh hồi sức khuyết động. Được chưa? Và nếu bạn học sốc nhiễm trùng thì là chúng ta học gói sốc nhiễm trùng trong vòng 1 giờ đầu. Rồi. Công tắc nè chẩn đoán sốc dựa vào ba dấu hiệu phân loại sốc dựa vào công thức huyết áp điều trị sốc là hồi sức động là phục hồi đại tuần hoàng làm mát phục hồi vi tuần hoàng tưới máu các cơ quan và lá tách cải thiện Bằng dịch vận mạch tăng sức bất cơ tim và giải quyết nguyên nhân và theo dõi điều trị đáp ứng hay không cũng dựa vào lâm sàng huyết động và chuyển hóa rồi bài giảng nó đây kết thúc dạ có hỏi gì không Phải được tiêu chuẩn các bạn ra đưa ra chưa nhờ Phải được không nhờ hết sốc chưa cái gì cái gì cái gì à sốc mất bù luôn à chuyển từ trạng thái sốc còn bù qua sốc mất bù Mấy bạn không có câu hỏi gì thì tôi sẽ à, à, xin phép à, nghỉ đây, về đón con. Rồi, à, ấy, không đứt cười, tuổi mấy bạn chưa có con, tuổi tôi có con rồi, khổ lắm. Bây giờ nổi ám ảnh của tôi là con luôn á, đi đâu cũng con. Rồi, bye, sẽ gửi file PDF cho mấy bạn ha.